Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 142. Thật ra lão bà cũng không giấu giếm gì Dương Thánh Chủ, có thể ngài cũng nghe nói rằng từ thời thượng cổ, thần thú và chim thần trên thế gian đều đã bị tuyệt diệt, bao gồm cả Phượng Hoàng, gia tộc thần Phượng chúng ta vẫn có thể kéo dài cho đến ngày nay. Căn nguyên của tất cả pháp thuật thần thông là dựa vào truyền thừa của Phượng Hoàng. Ở thánh địa của gia tộc chúng ta có rất nhiều di chỉ của Phượng Hoàng và tổ tiên để lại đều cần Phượng Hoàng mới có thể khai mở được. Lần này ta đến tìm Dương Thánh Chủ cũng vì chuyện này, hy vọng Dương Thánh Chủ có thể mang theo Phượng Hoàng trong chuyến đi này đến gia tộc thần Phượng, đến lúc đó có thể để Phượng Hoàng vào thánh địa của gia tộc chúng ta để giúp gia tộc chúng ta khai mở những truyền thừa bị phong ấn kia. Điều này có liên quan đến sự hưng suy của gia tộc chúng ta, ta cũng hy vọng rằng Dương Thánh Chủ có thể thành toàn mong muốn này. Lão bà sẽ đại diện cho gia tộc thần Phượng vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức của Dương Thánh Chủ. Vừa nói, thần Phượng bà vừa cúi đầu trước Dương Bách Xuyên bái lạy. Không thể. Đừng. Này. Dương Bách Xuyên đi tới ngăn cản thần Phượng bà quỳ gối trước mặt hắn nhưng không ngăn được. Thần Phượng bà là cao thủ, bà ấy quỳ xuống trước hắn là hành đại lễ, quỳ gối cả hai bên. Hắn có thể thấy được thần Phượng bà không nói dối, mỗi một câu đều là sự thật. Ánh mắt không hoảng hốt dối trá, hắn có thể đoán được gia tộc thần Phượng dường như rất cô đơn, thậm chí có thể đến mức sinh tử tồn vong, nếu không thì thần Phượng bà, một nhân vật có thể so sánh với một địa tiên lục chuyển, làm sao có thể quỳ gối hành đại lễ với hắn. Dương Bách Xuyên thở dài nói, được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tiểu Phượng Hoàng trước. Cảm ơn ngài rất nhiều, Dương Thánh Chủ, cảm ơn ngài, cảm ơn. Thần Phượng bà vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn. Dương Bách Xuyên đưa thần Phượng bà đi đến chỗ cây ngô đồng. Cây ngô đồng này chính là một đoạn cây khô trong tay Khổng Tước năm đó, sau đó được hắn tưới bằng nước sinh mệnh, cuối cùng hóa thành một cây ngô đồng cao chót vót mạnh mẽ, như một ngôi nhà của tiểu Phượng Hoàng. Bây giờ cây ngô đồng này được nuôi dưỡng bởi tiểu Phượng Hoàng, một chim thần chân chính, nó ngày càng trở nên thần thánh, giữa ban ngày vẫn tỏa ra hào quang ngũ sắc. Đúng, đúng là thần thụ ngô đồng, thần Phượng bà nói khẽ. Giọng run rẩy. Tình cờ, ta có được một cây ngô đồng bèn cho tiểu Phượng Hoàng, coi như cũng có một ngôi nhà nhỏ gọi là ổn định. Dương Bách Xuyên thản nhiên nói. Thần Phượng bà nghiêm túc gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, việc tu luyện của Phượng Hoàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dưới sự hỗ trợ của ngô đồng. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy toàn bộ cành lá cây trên ngô đồng đều tươi tốt, chập chờn ánh sáng, hắn muốn nhìn vào bên trong, nhưng lại không nhìn rõ, cho nên chỉ có thể lớn tiếng gọi. San Hồng, ra đây một chút, ca ca có việc tìm muội. Huýt. Một tiếng thét dài, hỏa diễm bay vút lên từ cây ngô đồng, tiếp theo đó, một con phượng hoàng đầy màu sắc mang theo ngọn lửa đỏ rực lao ra khỏi cây ngô đồng vòng xuống. Lúc này, thần phượng bà run rẩy, tự nhủ, quả nhiên là phượng thần của gia tộc ta. Vừa nói, tiểu phượng hoàng đã bay xuống biến thành một cô bé xinh đẹp như búp bê sứ, đứng trước mặt Dương Bách Xuyên và thần phượng bà. Lúc này, thần Phượng bà lên tiếng, Phượng Thu Huyền, tộc nhân của gia tộc thần Phượng, bái kiến điện hạ. Ca ca, bà ấy là ai? Muội cảm thấy khí tức quen thuộc trên người bà ấy. Tiểu Phượng Hoàng không biết gì về tộc thần Phượng, chỉ có thể cảm nhận được thần Phượng bà có khí tức quen thuộc trong cơ thể, đó là khí tức của tộc Phượng Hoàng bọn họ, rất quen thuộc. Hồi bẩm điện hạ, mụ là huyết mạch của gia tộc thần Phượng, chính là gia tộc do Phượng Hoàng và nhân tộc kết hợp, tổ tiên chính là Phượng Hoàng của thời thượng cổ. Dương Bách Xuyên không cần phải giải thích, giờ phút này thần Phượng bà bắt đầu giải thích nguồn gốc của tộc Phượng Hoàng cho tiểu Phượng Hoàng với lòng sùng kính và sự kính trọng vô cùng. Dương Bách Xuyên biết, mặc dù tiểu Phượng Hoàng là chim thần Phượng Hoàng chân chính, nhưng hắn không biết tổ tiên của bọn họ còn có một đoạn lịch sử như vậy. Sau khi thần Phượng bà giải thích xong, tiểu Phượng Hoàng ồ một tiếng ý nói đã hiểu. Giờ phút này, thần Phượng bà nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Ý là chuyến đi đến tiểu yêu giới này có thể mang theo tiểu Phượng Hoàng đi cùng được không? Trong lòng Dương Bách Xuyên thật ra vẫn còn chút nghi hoặc, vậy nên cũng không vội trả lời, mà bảo tiểu Phượng Hoàng trở về trước. Sau khi tiểu Phượng Hoàng trở lại cây ngô đồng, thần Phượng bà vội vàng nói, Dương Thánh Chủ mụ cũng có thể nhìn ra được điện hạ chưa trưởng thành, bởi vì ngài ấy là chim thần, nhưng nếu chim thần muốn trưởng thành là vô cùng khó khăn. Mụ bảo đảm, nếu như điện hạ đến gia tộc chúng ta, tiến vào thánh địa của gia tộc chúng ta giúp gia tộc chúng ta mở phong ấn truyền thừa, bản thân điện hạ cũng sẽ nhận lại được lợi ích vô cùng lớn, bởi có những thứ mà Phượng Hoàng Thiên Tổ để lại ở thánh địa của gia tộc ta,
nhất định sẽ giúp điện hạ trưởng thành, xin Dương Thánh chủ thành toàn. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào thần phượng bà một hồi, từ trong mắt cũng không nhìn thấy gì, biết bà ấy không có nói dối, mà đề nghị này nghe cũng có vẻ không tệ. Đúng là tiểu phượng hoàng là chim thần muốn trưởng thành quả thực khó hơn bình thường, nếu có thể giúp tiểu phượng hoàng trưởng thành, vậy thì cứ thử đi một chuyến xem sao. Ngẫm lại thì gia tộc thần phượng là sự kết hợp giữa phượng hoàng và nhân tộc, thần phượng bà nói là trong gia tộc của bọn họ có truyền thừa do phượng hoàng chân chính thời thượng cổ để lại, 8-9 phần 10 là không sai được. Và lại, đề nghị này thật ra là đôi bên cùng có lợi, truyền thừa của gia tộc thần phượng để lại cần phượng hoàng mới có thể mở, sau khi mở ra, tất nhiên không thể thiếu được lợi ích cho tiểu phượng hoàng. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Dương Thánh Chủ, xin hãy nói, chỉ cần lão bà có thể làm được, ta nhất định sẽ đồng ý. Thần Phượng bà vui mừng khôn xiết, chỉ cần Dương Bách Xuyên đồng ý đưa Tiểu Phượng Hoàng đến gia tộc Thần Phượng, giúp gia tộc Thần Phượng mở phong ấn do tổ tiên của Thánh Địa để lại thì bảo bà ấy làm chuyện gì cũng được. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói, nếu Tiểu Phượng Hoàng tiến vào Thánh Địa gia tộc ngươi, ta nhất định phải đi theo, nếu không ta sẽ không đồng ý cho Tiểu Phượng Hoàng đến đó được. Chuyện này không thể được. Thánh địa của gia tộc ta, tổ tiên đã đặt ra quy tắc, ngoại trừ người trong tộc, không có người ngoài nào được phép vào thánh địa, cho dù ta đi vào, cũng không được tùy tiện như vậy. Thần Phượng bà thốt lên. Vậy ta không thể đồng ý, người cũng biết, ta xem Tiểu Phượng Hoàng là em gái ta, để muội ấy một mình tiến vào thánh địa của gia tộc ngươi, ta sẽ không yên tâm. Dương Bách Xuyên nhún vai nói. Thần Phượng bà, khi đi vào, lão bà cùng tộc nhân tất nhiên sẽ tiếp đón điện hạ đi vào. Dương Bách Xuyên nhìn thần phượng bà, chỉ mỉm cười rồi không nói nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi, ta không thể tin tưởng ngươi. Thần phượng bà nhìn Dương Bách Xuyên, bà ấy biết nếu không phải nói ra, biểu cảm trên mặt bà ấy không ngừng thay đổi. Sau đó bà ấy nghiến răng nói, được, lão bà hứa với ngài, nhưng sau đó, lão bà vẫn cần thuyết phục các tộc nhân, đến lúc đó ta hy vọng rằng Dương Thánh Chủ có thể hợp tác, dù sao Thánh Địa cũng là tổ huấn. Không thành vấn đề, thực ra ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Phượng Hoàng, ta không hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Dương Mỗ nói chuyện không thèm để ý chút nào, hắn cũng biết tổ huấn trong tu chân giới đôi khi rất đáng sợ, vậy nên đến lúc đó sẽ phối hợp. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, thần Phượng bà nói. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi thôi. Một hiệp nghị coi như đã được ký kết giữa hai người. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên lên đường cùng Tiểu Phượng Hoàng. Trồn nhỏ và mai tỷ. Sau khi rời khỏi Vân Môn, Dương Bách Xuyên nhìn thần phượng bà nói, tiền bối, chúng ta xuyên qua hư không sao? Hắn đã biết được từ Hiên Viên Hoàng đế rằng tiểu yêu giới ở rất xa, tuy trong tinh bàn được định vị, nhưng cũng phải mất một thời gian rất lâu hoành độ hư không mới đến nơi. Lần trước ra ngoài, hắn cũng định đến tiểu yêu giới để tìm cách khôi phục yêu đan cho trồn nhỏ, nhưng hắn lại bị cơn bão tinh không cuốn vào hoa viên lam tâm. Nhưng chính sự cố ngẫu nhiên đó đã chữa khỏi cho trồn nhỏ, hắn cũng có cơ duyên, có được phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương. Kết bạn với Miêu Hầu Lục Nhĩ và Phong Tiên. Sau khi đi ra ngoài, hắn cũng không đến tiểu yêu giới mà trực tiếp trở về địa cầu, nhưng bây giờ hắn lại cùng với thần phượng bà đi đến tiểu yêu giới. Nhưng hắn lại nghe thấy mẹ thần phượng bà mỉm cười nói, không cần phiền phức như vậy, mụ có thể trực tiếp mở cánh cửa đến tiểu yêu giới. Vừa nói. Thần phượng bà trong tay kết ấn, tay kia cầm một cây trượng giống cành khô, vẽ lên không trung trước mặt bà ấy. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên cảm thấy một làn sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đang biến động xung quanh. Ngay sau đó, hư không trước mặt hắn sáng lên một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cổng xuất hiện. Thần phượng bà nói, điện hạ, Dương Thánh Chủ, đi thôi, sau khi tiến vào, sẽ là tiểu yêu giới. Tiểu yêu giới thật ra cũng có liên hệ với tu chân giới, nhưng lại cần một bí pháp đặc thù mới có thể mở ra, nếu không ngài chỉ có thể vượt qua hư không. Vừa nói, vừa ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi vào. Dương Bách Xuyên gật đầu với Mai Tỷ, nắm tay Tiểu Phượng Hoàng bước vào cổng. Một cảm giác choáng váng ập đến, ban đầu hắn muốn xem cổng thông đạo là cái gì, nhưng sau khi đi vào, hắn phát hiện nó quá chói mắt nên căn bản không thể mở mắt ra. Khi cơn choáng váng tiêu tan, hắn chỉ cảm thấy dưới chân mình có gì đó cứng cứng, ánh sáng chói mắt cũng biến mất, khi hắn mở mắt ra thì đã xuất hiện ở một thế giới khác. Đó là một thế giới sơn thanh thủy tú, nơi bọn họ xuất hiện là trên một đỉnh núi. Lần này,
Bầu trời xanh thăm thẳm, mặt trời tươi sáng, linh khí trời đất trên không trung vô cùng nồng đậm, giống như một phúc địa động thiên. Ở phía xa, một khu rừng rộng lớn vô tận không thể nhìn thấy điểm cuối, cổ kính mà tràn đầy sinh khí. Phía sau hắn, thần Phượng Bà Bà và Tiểu Tích Tiên đường đường vừa đi vừa nói, đây là tiểu yêu giới, Dương Thánh Chủ, xin ngài hãy đi cùng mụ, nơi này là địa bàn của gia tộc thần Phượng chúng của ta, không tính xa. Làm phiền, Dương Bách Xuyên ôm quyền. Thần Phượng Bà Bà phi thân lên trước dẫn đường. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đi theo, chồn nhỏ tiếp tục ngồi xổm trên vai hắn. Đương nhiên, lần này đi ra ngoài với Mai Tỷ là vì em gái của Mai Tỷ vẫn luôn tìm kiếm em gái Mai Thi Dĩnh, hiện tại nàng ấy tất nhiên là rất muốn gặp em gái mình. Chỉ là Dương Bách Xuyên nghe thần Phượng Bà Bà nói Mai Thi Dĩnh vẫn luôn bế quan tu luyện, nhưng nàng cũng sắp ra ngoài. Mà mang theo chồn nhỏ đến vì Dương Bách Xuyên có cảm giác, luôn có cảm giác lần này mình nhất định phải mang theo chồn nhỏ nên mới mang theo. Mà Tiểu Phượng Hoàng mới là mục tiêu chính của thần Phượng Bà Bà. Bọn họ phi hành mà lên, băng qua một khu rừng lớn, hơn 10 phút, một ngọn núi đỏ rực lọt vào mắt, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, thì đó là một ngọn núi lửa khổng lồ, vẫn có thể nhìn thấy núi lửa phun trào từ xa, trên đỉnh núi bốc lên khói dày đặc. Thần Phượng Bà Bà nói, ngọn núi lửa đó là nơi ở của gia tộc thần Phượng chúng ta. Tiền bối dẫn đường, trong lúc nói, Dương Bách Xuyên thầm truyền âm cho Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ cảnh giác, hiện tại hắn không phải là tân binh tu chân giới. Đương nhiên sẽ không tin tưởng bất cứ ai 100%, điều hắn tin tưởng nhất là thực lực của chính mình và người của chính mình. Khi càng ngày càng đến gần núi lửa, Dương Bách Xuyên thấy nó trông giống như một ngọn núi lớn nằm ngoài rừng, trong mắt không hề có một cành cây ngọn cỏ nào, nhưng thần Phượng Bà Bà đã dẫn đường thẳng lên đỉnh núi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng, hang ổ của gia tộc thần Phượng không thể nào ở trong núi lửa đâu đúng không? Vừa nghĩ như vậy trong lòng. Liền nghe thấy Tiểu Tích Tiên đường đường nói, đại ca ca, gia tộc thần Phượng ở ngay trong núi lửa, hoặc là nói cửa vào đó chính là miệng núi lửa, hì hì. Ặc, đúng luôn sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Chỗ đó đang có lửa phun trào, làm sao có người sống sót được? Hay là nói nó là một cửa vào tạo từ trận pháp? Điện hạ, Dương Thánh Chủ, chúng ta sắp tiến vào núi lửa, gia tộc chúng ta ở bên trong, hỏa diễm ở đây rất cao, xin hãy kích hoạt chân nguyên phòng ngự đi. Thần Phượng Bà Bà nói, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ra hắn biết, trong số họ, Tiểu Phượng Hoàng đương nhiên là người không sợ lửa nhất, bản thân hắn cũng tự tin dung nham của núi lửa không thể làm gì hắn. Về phần Mai Tỷ, hắn biết nàng ấy hẳn là sẽ không sao, chỉ có chồn nhỏ không rõ tình hình, Dương Bách Xuyên ôm chồn nhỏ vào lòng để bảo vệ. Một tiếng vù vù, thần Phượng Bà Bà trực tiếp bay thẳng vào miệng núi lửa, theo sát là Tiểu Tích Tiên đường đường. Sư đồ hai người đều không để ý tới miệng núi lửa đang bốc khói cuồn cuộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cẩn thận, chúng ta cũng đi thôi. Dương Bách Xuyên dặn dò Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ. Ca ca, huynh và Mai Tỷ tới cạnh muội, ngọn lửa ở đây mang theo khí tức của Phượng Hoàng thần hỏa, quả thực khá mạnh, muội tới giúp các huynh ngăn chặn ngọn lửa. Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt một lúc rồi mỉm cười nói, cũng tốt. Mai Tỷ và Dương Bách Xuyên bay sang hai bên trái phải cạnh Tiểu Phượng Hoàng hóa thành bản thể, ngọn lửa thoát tỏa ra từ cơ thể tạo thành lồng ánh sáng, nhưng Dương Bách Xuyên Mai Tỷ không hề cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Hắn biết hỏa diễm mới là nền tảng của Phượng Hoàng, không ngọn lửa nào có thể làm hại được Tiểu Phượng Hoàng. Ba người họ lao thẳng vào miệng núi lửa, rơi thẳng xuống. Trong làn khói dày đặc, Dương Bách Xuyên nhìn thấy nơi này là một miệng núi lửa khổng lồ có đường kính không dưới 500 mét. Dựng thẳng đứng. Nửa giờ sau, bọn họ xuyên qua làn khói cuồn cuộn, đột nhiên như từ trong mây bay ra, trước mắt rộng mở trong sáng. Bên dưới là một thế giới khác, lúc này bọn họ trực tiếp từ miệng núi lửa phía trên rơi xuống, lại tựa như xuất hiện ở bầu trời của thế giới này, như ở trên mây nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên là một thế giới độc lập. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, thế giới này hoàn toàn là một thế giới mang màu đỏ chói mắt. Có núi có cây. Nhưng vạn vật đều có màu đỏ rực, không khí nơi đây tràn ngập hỏa nguyên tố, linh khí trời đất cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là hang ổ của gia tộc mang huyết mạch thần Phượng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm tự nói. Vốn nghĩ nơi ở của gia tộc thần Phượng là một không gian khép kín lưng chừng núi, không ngờ sau khi bước vào mới phát hiện đây là một vùng đất mới dựng nên bởi yếu tố lửa. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến thuộc tính lửa. Thần Phượng Bà Bà mỉm cười bảo,
miện hạ, Dương Thánh Chủ mời đi lối này. Sau khi thần Phượng bà hạ xuống thì tỏ ý bảo nhóm người Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng đi về phía trước, cách đó không xa có từng dãy cung điện trông rất khí thế. Từng hàng người bước tới đón tiếp. Chào mừng bà trở về. Chắc hẳn toàn bộ nam nữ ở đây đều là tộc nhân của gia tộc thần Phượng, mọi người đều kính cẩn hành lễ với thần Phượng bà. Có thể thấy được địa vị của bà ấy trong gia tộc rất cao. Đứng dậy hết đi, mọi người đến đây để ta giới thiệu. Thần Phượng bà ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng. Bà ấy chỉ vào Tiểu Phượng Hoàng trước, vị này là miện hạ, vị này là thánh chủ vân môn của tu chân giới Dương Bách Xuyên, còn đây là phu nhân của ngài ấy. Bái kiến miện hạ, bái kiến Dương Thánh Chủ. Mọi người hành lễ với Tiểu Phượng Hoàng và Dương Bách Xuyên trong ánh mắt nồng nhiệt. Chư vị không cần đa lễ, lần đầu đến quý tộc, làm phiền mọi người rồi. Dương Bách Xuyên đáp lại. Về phần Tiểu Phượng Hoàng vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, trông có vẻ không hề có hứng thú đối với những người này. Cho tộc nhân bày tiệc tiếp đón miện hạ và Dương Thánh Chủ đi. Thần Phượng bà cũng không giải thích quá nhiều mà dứt khoát dặn dò. Sau đó cả nhóm người đều đi về phía các công trình, đi đến một tòa cung điện có hình dáng Phượng Hoàng. Dọc đường đi, kể cả lúc bước vào đại điện ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả gia tộc thần Phượng không có quá nhiều người, dường như không đến 100 người, mang đến cảm giác dân số rất thưa thớt. Cho dù là người bình thường hay là gia tộc tu chân, dân số đều đại diện cho sự thịnh vượng của một chủng tộc. Hiển nhiên số người ít ỏi mà hắn nhìn thấy không hề phù hợp với một gia tộc lớn mạnh như thần Phượng. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao thần Phượng bà lại khẩn thiết cầu xin Tiểu Phượng Hoàng đến đây. Đối với một gia tộc mang thân phận huyết mạch, nếu không có huyết mạch truyền thừa thì chắc chắn sẽ bị diệt vong. Gia tộc thần Phượng dựa vào huyết mạch để truyền thừa, nhưng cho đến bây giờ, huyết mạch của bọn họ càng ngày càng mong manh, truyền thừa mà họ nhận được cũng ngày càng ít ỏi, vì vậy việc dân số thưa thớt cũng là chuyện bình thường. Nhưng chính vì vậy mới có chuyện thần Phượng bà lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, gia tộc thần Phượng rất có thể sẽ bị diệt chủng và biến mất. Nhưng kể từ thời xa xưa, các loại thần thú, chim thần như Phượng Hoàng đã tuyệt chủng, đối với gia tộc mang huyết mạch thần thú, chim thần mà nói thì thần thú chính là gốc rễ, nếu nhưng không có các chủng tộc huyết mạch này truyền thừa thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy bây giờ Dương Bách Xuyên đã hiểu một vài lý do vì sao thần Phượng bà lại cầu xin Tiểu Phượng Hoàng đến đây. Đối với Dương Bách Xuyên, lần này đến gia tộc thần Phượng chủ yếu có hai nguyên nhân. Đầu tiên là hắn muốn đến thăm Mai Thi Dĩnh, nhưng nàng vẫn đang bế quan tu luyện nên đành phải chờ nàng xuất quan. Thứ hai là muốn đến xem thử người nhờ thần Phượng bà đến Vân Môn thông báo chuyện gia tộc Thiên Lang mà bà ấy nhắc đến, hắn vô cùng tò mò đối với người có thể ra lệnh cho một nhân vật như thần Phượng bà. Hơn nữa theo lời của thần Phượng bà, người này còn quen biết hắn. Dương Bách Xuyên lại không nhớ ra điều này, rốt cuộc là ai vậy? Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Điều thứ ba giống như thần Phượng bà đã nói, hắn đã giết chết Thiên Lang chân quân, đồng nghĩa với việc gây thù với gia tộc Thiên Lang, những người có ý đồ chắc chắn sẽ báo thù nhưng tạm thời đã bị thần Phượng bà ép xuống, có điều cuối cùng gia tộc thần Lang vẫn là một quả bom hẹn giờ. Nếu không giải quyết, không chừng sau này sẽ gây hại đến Vân Môn. Thay vì chờ quả bom như gia tộc Thiên Lang nổ tung, không bằng chủ động ra tay giải quyết, tránh những rắc rối về sau. Dĩ nhiên đây là đạo lý do người đứng sau thần Phượng bà nói ra, hắn nghĩ điều này rất chính xác nên lần này đã đến đây. Là một tu sĩ, Dương Bách Xuyên không có quá nhiều yêu cầu, sau khi đến gia tộc thần Phượng cũng không có tâm trạng hưởng thụ mà thẳng thừng hỏi thần Phượng bà, xin hỏi khi nào tiền bối Mai Thi Dĩnh mới có thể xuất quan vậy? Không giấu gì Dương Thánh Chủ, trong vòng 3 tháng này Dương Thi Dĩnh sẽ xuất quan, nhưng cụ thể vào ngày nào thì bà già này thật sự không rõ. Thần Phượng bà trả lời. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ nhìn nhau, nếu trong vòng 3 tháng thì chờ thôi. Sau đó hắn hỏi, bây giờ tiền bối có thể nói rốt cuộc là cao nhân tiền bối nào nhờ ngài đến Vân Môn không? Thần Phượng bà mỉm cười nói, Dương Thánh Chủ yên tâm, bà già này đã phát người mời vị tiền bối đó rồi, chắc hẳn sắp đến đây rồi. Lúc này thần Phượng bà vẫn thừa nước đục thả câu khiến Dương Bách Xuyên không khỏi nhíu mày. Nhưng bây giờ đã đến đây rồi, hắn cũng không sợ có người giở trò. Nếu thật sự đánh nhau thì hắn không hề sợ thần Phượng bà. Cho dù bà ấy là cao thủ có thực lực tương đương với lục chuyển tán tiên. Bây giờ người họ Dương nào đó rất tự tin, bởi vì lão già đã tỉnh rồi, hơn nữa Hắc Liên cũng đã thoát khỏi trạng thái tự phong ấn,
có hai đại cao thủ bảo vệ, hắn quả thật không sợ tán tiên cấp bậc lục chuyển. Không lâu sau trên bàn tiệc đã bày biện đủ loại linh quả, linh tử, trông có vẻ không phải thứ tầm thường, Dương Bách Xuyên âm thầm tặc lưỡi, gia tộc Thần Phượng đúng là có vốn liếng phong phú. Linh khí tỏa ra từ linh quả linh tử trên bàn không tồi. Sau khi mở tiệc, Thần Phượng bà giới thiệu vài tộc nhân trong gia tộc Thần Phượng cho nhóm người Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng. Không ngờ trong đó có ba người cấp bậc tứ chuyển, một cao thủ cấp bậc ngũ chuyển, còn những người cấp bậc tam chuyển khác có đến 9 người. Nguồn sức mạnh này cũng là một thế lực vô cùng hùng mạnh nếu thật so với toàn bộ tu chân giới, điều này cũng đã cho Dương Bách Xuyên thấy được phần nổi của tảng băng chìm về thực lực và thế lực cửa tiểu yêu giới. Gia tộc Thần Phượng có nhiều cao thủ đến vậy, e rằng những thế lực khác cũng không kém cạnh. Sau khi khách sáo chào hỏi vài câu, những cao thủ của gia tộc Thần Phượng cũng bắt đầu tạo quan hệ với Dương Bách Xuyên, dĩ nhiên chủ yếu vẫn tỏ vẻ tôn kính với Tiểu Phượng Hoàng hơn. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại trông có vẻ thờ ơ và lạnh lùng, không hề muốn tiếp xúc với những người này. Dáng vẻ này hơi vô lễ, nhưng những người trong gia tộc Thần Phượng không hề để tâm, dường như thái độ của Tiểu Phượng Hoàng đối với bọn họ là rất bình thường. Mọi người hoàn toàn không tức giận. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Thần Phượng bà đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên vài nét kính cẩn và nhìn về trước cửa đại điện. Dương Bách Xuyên như cảm nhận được gì đó cũng quay đầu lại. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài đại điện. Vân đệ đệ đã lâu không gặp. Giờ phút này Dương Bách Xuyên chợt nhận ra. Hắn vừa nghe đã biết là ai rồi. Phong Tiên, Cửu Nhi. Quả nhiên bóng dáng của Phong Tiên đã xuất hiện ở trước cửa. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đã hiểu rõ, hóa ra người đứng sau Thần Phượng bà chính là Phong Tiên, thảo nào có thể ra lệnh cho cao thủ đứng đầu gia tộc Thần Phượng như Thần Phượng bà. Cũng chỉ có Phong Tiên mới có thể sai khiến bà ấy. Phong Tiên là một nhân vật tiên giới thực sự. Cùng một cấp bậc với Lục Nhĩ Mỹ Hầu, đều là yêu tiên cấp bậc tiên vương phá trứng ra đời từ đại trận hồi sinh M Dương trong hoa viên Lam Tâm Tiên Vương. Mặc dù không còn sức mạnh tiên vương nhưng vẫn là yêu tiên đích thực, khi khôi phục sức mạnh sẽ không hề kém cạnh. Năm xưa sau khi chia tay tại hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương, Phong Tiên từng nói tạm thời nàng sẽ không trở về tiên giới mà muốn ở lại tu chân giới, không ngờ nàng lại đến tiểu yêu giới. Như vậy xem ra Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đang ở tiểu yêu giới rồi. Nghĩ lại cũng đúng, nơi này được gọi là tiểu yêu giới, mặc dù là sắc tộc mang huyết thống nửa người nửa yêu nhưng không thể tách rời với yêu. Việc có yêu tu là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn nhớ năm xưa Hiên Viên Hoàng đế cũng từng nói rằng tiểu yêu giới không chỉ có gia tộc huyết mạch mà cũng có yêu tộc. Vì vậy chuyện Phong Tiên có thể xuất hiện ở tiểu yêu giới rất bình thường. Dĩ nhiên đường đường là một yêu tiên có thể sai khiến Thần Phượng bà cũng không có vấn đề gì. Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện sau khi Phong Tiên xuất hiện. Hắn xem như có giao tình với Phong Tiên, thậm chí có thể nói là ân nhân cứu mạng của nàng, nên việc nàng giúp hắn cũng không có gì lạ. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn rất cảm động, hắn vội vàng đứng dậy tiếp đón. Cửu Nhi tỷ tỷ đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên gọi nhũ danh của Phong Tiên, điều này đã được nàng cho phép từ lâu. Ha ha, may mà đệ còn nhớ tỷ tỷ đấy. Giọng nói quyến rũ mê hoặc thốt ra từ trong miệng Phong Tiên, khiến Dương Bách Xuyên nghe đến xương cốt tê dại. Lúc này nhóm người Thần Phượng bà lại vô cùng chấn động khi nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi Phong Tiên là Cửu Nhi tỷ tỷ. Năm xưa khi Phong Tiên đến tiểu yêu giới đã gây nên một đợt sóng gió hãi hùng, nàng là một yêu tiên chân chính, hơn nữa cảnh giới còn cao đến dọa người, không có người nào có thể nhìn thấu, hầu hết các thế lực ở tiểu yêu giới đều đến thăm hỏi vị yêu tiên này. Phượng Thu Huyền cũng không ngoại lệ. Ai lại không hy vọng có một chỗ dựa sau khi đến tiên giới chứ? Nếu không phải bận lòng chuyện trong gia tộc thì Thần Phượng bà đã muốn đến tiên giới từ lâu rồi, nhưng bà ấy cũng lo bản thân không hề biết gì sau khi đến tiên giới. Không có người nào biết tình hình ở nơi đó như thế nào, vì vậy bà ấy cũng phải đến thăm hỏi yêu tiên như các thế lực khác ở tiểu yêu giới. May mà Phong Tiện có ấn tượng không tệ đối với gia tộc Thần Phượng, nên nàng cũng nhắc đến chuyện có một Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh Dương Bách Xuyên ở tu chân giới. Sau đó sự việc Dương Bách Xuyên giết chết tán tiên của đảo Tán Tiên và Thiên Lang chân quân của tiểu yêu giới chuyển đến nơi này, Phong Tiên bèn tìm đến bà ấy, bảo bà ấy đến tu chân giới một chuyến, xem như chống lưng cho hắn. Bây giờ xem ra, mối quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Phong Tiên không phải tốt một cách bình thường, điều này càng khiến Thần Phượng bà âm thầm quyết định tạo một mối quan hệ tốt với hắn. Từng cao thủ của gia tộc Thần Phượng nhìn nhau, sau đó đều nhìn vào Dương Bách Xuyên.
Thật ra lúc đầu mọi người không hề để mắt đến hắn mà chỉ quan tâm Tiểu Phượng Hoàng, về chuyện giữa hắn và thần Phượng bà, thậm chí bọn họ còn không biết Phong Tiên nhờ bà ấy đến chống lưng cho hắn. Mọi người chỉ nghĩ Dương Bách Xuyên là một thánh chủ của tu chân giới mà thôi. Một thánh chủ phi thiên cảnh không đáng là gì ở trong mắt các cao thủ của gia tộc thần Phượng. Nhưng ở Tiểu Yêu giới, không người nào không biết đến đại danh của Phong Tiên, bây giờ lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên và nàng thân thiết đến mức xưng tỷ gọi đệ, những cao thủ này mới bắt đầu xem trọng hắn. Phong Tiên là người đến từ tiên giới, không có kẻ nào ở Tiểu Yêu giới dám trêu chọc, cũng không có ai dám đụng chạm đến nàng, mọi người đều phải nịnh bợ nàng, xem ra Dương Bách Xuyên cũng là người có bối cảnh không nhỏ. Vậy thì càng phải nịnh nọt nhiều hơn. Bây giờ cả gia tộc thần Phượng mới biết vì sao thần Phượng bà phải đích thân xuống núi tìm hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ khi gặp lại Phong Tiên, hắn bước tới nói, sao đệ có thể quên Cửu Nhi tỷ tỷ được chứ, đệ không ngờ người mà thần Phượng tiền bối nhắc đến lại là tỷ. Bái kiến tiền bối Phong Tiên, lúc này Mai tỷ cũng bước tới chào hỏi, năm xưa lúc đến Lam Tâm Hoa Viên nàng ấy cũng có mặt ở đó, cả hai cũng xem như người quen nên phải chào hỏi một tiếng. Ha ha, Mai cô nương đúng là càng ngày càng xinh đẹp, Vân đệ đệ thật may mắn. Phong Tiên mỉm cười trêu chọc Mai tỷ và Dương Bách Xuyên. Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi, Phong Tiên vừa nói vừa nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Trên thế gian không có nhiều chim thần Phượng Hoàng, chắc hẳn cả thế giới chỉ còn một con Tiểu Phượng Hoàng này mà thôi, mặc dù Phong Tiên cũng là mật ong chín cánh hiếm có, nhưng vẫn kém hơn một chút so với chim thần Phượng Hoàng, nên nàng mới chủ động chào hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng chỉ gật đầu, nàng ấy không giỏi giao tiếp. Sau đó thần Phượng bà dẫn người đến bái kiến và mời Phong Tiên vào đại điện. Sau khi mọi người ngồi xuống, thần Phượng bà mới mỉm cười nhìn Phong Tiên, Dương Thánh Chủ vẫn luôn hỏi người đứng sau bà già này là ai, bây giờ thì tốt rồi, không còn áp lực nữa, ha ha. Cho dù là nhân vật như thần Phượng bà cũng có khía cạnh hài hước. Phong Tiên và Dương Bách Xuyên đều bật cười. Trong cuộc trò chuyện sau đó, cuối cùng Phong Tiên cũng vào thẳng vấn đề. Thật ra ta nhờ thần Phượng bà đến tìm đệ là vì một chuyện khác, dĩ nhiên liên quan đến gia tộc Thiên Lang, tỷ tỷ cũng thật lòng muốn giúp đệ. Hôm nay tỷ tỷ cũng nói thẳng, nếu đệ đến gia tộc Thiên Lang thì ta đi cùng với đệ. Bà già này cũng đại diện gia tộc thần Phượng sẽ dốc hết sức trợ giúp Dương Thánh Chủ. Thần Phượng bà vội vàng lên tiếng bày tỏ lòng trung thành. Thật ra Dương Bách Xuyên biết thần Phượng bà đang thể hiện thái độ trung thành đối với Phong Tiên. Hắn không hề cảm thấy những lời của Phong Tiên có gì kỳ lạ, quả nhiên nàng có việc tìm hắn, như vậy mới bình thường. Nếu Phong Tiên không có yêu cầu gì mà vô duyên vô cớ giúp mình, điều đó mới khiến hắn không yên tâm. Khi nghe nói nàng lại có chuyện muốn mình giúp đỡ, Dương Bách Xuyên mới cảm thấy yên tâm mà cười nói, Cửu Nhi tỷ tỷ có chuyện gì cứ việc nói ra, nếu tiểu đệ có thể giúp một tay, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn đã tỏ rõ ý của mình, có thể giúp đỡ, nhưng phải xem có thể làm được không. Phong Tiên uống cạn một ly linh tử, cười ha hả nói, tỷ tỷ thích người thẳng thắn sảng khoái như đệ, cũng tiện cho chúng ta nói thẳng mọi chuyện. Nhưng Phong Tiên nói đến đây thì dừng lại và nhìn thần Phượng bà, bản tiên muốn nói riêng vài câu với Vân đệ đệ, thần Phượng bà có thể tìm một nơi yên tĩnh không? Chuyện của gia tộc bà không cần phải lo. Câu sau xem như đã đồng ý với điều kiện nào đó của thần Phượng bà. Người sau vui vẻ đáp lại, nếu vậy thì làm phiền tiền bối Phong Tiên. Bà già này nhớ ra vẫn còn vài chuyện cần thương lượng với các tộc nhân. Một người dày dặn kinh nghiệm như thần Phượng dĩ nhiên biết ý tứ, bà ấy lập tức dứt khoát đứng dậy, thuận tiện mời Mai tỷ và Tiểu Phượng Hoàng tham quan gia tộc thần Phượng. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không muốn bảo bọn họ ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy Mai tỷ và Tiểu Phượng Hoàng ôm báo nhi trong lòng đứng dậy cũng không ngăn cản. Trong đại điện chỉ còn hai người Phong Tiên và Dương Bách Xuyên. Hắn nhìn Phong Tiên và nói, không biết Cửu Nhi tỷ tỷ có chuyện gì. Lúc này nụ cười trên mặt Phong Tiên đã biến mất, nàng vung tay bày một vòng cấm chế xuống đại điện, vẻ mặt rất nghiêm trọng như thể không muốn có người nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ cẩn thận của Phong Tiên chợt cảm thấy hứng thú, chuyện có thể khiến nàng xem trọng đến vậy có lẽ không phải chuyện nhỏ. Sau khi nàng hạ xong cấm chế mới xoay người nhìn hắn, nghiêm túc nói, Vân đệ đệ đừng trách tỷ tỷ cẩn thận, bởi vì chuyện ta sắp nói là một chuyện lớn. Dương Bách Xuyên mỉm cười tỏ ý đã hiểu, vô cùng hứng thú hỏi, Cửu Nhi tỷ tỷ khiến tiểu đệ tò mò đấy, chẳng lẽ liên quan đến tiểu yêu giới à? Phong Tiên lắc đầu, chuyện của tiểu yêu giới và tu chân giới chỉ là chuyện nhỏ đối với tỷ tỷ, không đáng để ta xem trọng.
Lần này ta vốn định đích thân đi tìm đệ, nhưng bởi vì chuyện này nên không tiện đến, chỉ có thể nhờ thần phượng bà đi thay. Nhưng vân đệ đệ yên tâm, chuyện mà tỷ tỷ nói là đôi bên cùng có lợi, cũng có chỗ tốt đối với đệ, ta nói chuyện của gia tộc thần phượng trước. Được, Dương Bách Xuyên không gấp, dù sao cũng có thời gian nghe Phong Tiên kể chuyện. Đầu tiên, trong thánh địa của gia tộc thần phượng có thứ do phượng hoàng để lại, chỉ có tiểu phượng hoàng bên cạnh đệ mới có thể lấy được. Vì vậy ta đã nói chuyện tiểu phượng hoàng xuất hiện bên cạnh đệ cho thần phượng bà biết, vẫn mong vân đệ đệ bỏ qua chuyện này. Phong Tiên nói lời xin lỗi với Dương Bách Xuyên trước. Hắn lắc đầu tỏ ý bản thân không để bụng, bởi vì cả tu chân giới đều biết đến sự tồn tại của tiểu phượng hoàng, sớm muộn gì tiểu yêu giới cũng sẽ biết. Hắn tỏ ý Phong Tiên nói tiếp. Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, gia tộc thần phượng đã đến giai đoạn hưng thịnh và suy tàn. Vì vậy thần phượng bà chắc chắn sẽ cầu xin đệ cho tiểu phượng hoàng vào thành địa gia tộc thần phượng, giúp bọn họ nhờ nàng ấy khai phá một số phong ấn truyền thừa. Nhưng ta biết trong thánh địa gia tộc thần phượng có một đôi phượng hoàng chi nhãn, sau khi tiểu phượng hoàng của đệ vào thánh địa gia tộc thần phượng, nhờ vào quan hệ huyết thống của phượng hoàng thì rất có thể lấy được phượng hoàng chi nhãn, đến lúc đó tiểu phượng hoàng chắc chắn sẽ truyền thừa đôi mắt của tổ tiên, thực lực tu vi tăng mạnh. Sau khi nghe đến đây, Dương Bách Xuyên không khỏi ngắt ngang lời Phong Tiên, chuyện này có liên quan gì đến chuyện tỷ nhờ đệ giúp đỡ sao? Nàng mỉm cười, vân đệ đệ đừng gấp, từ từ nghe tỷ tỷ nói, dĩ nhiên chuyện này có liên quan rất lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta muốn nhờ đệ giúp đỡ. Bởi vì ta biết tiểu phượng hoàng chỉ nghe lời đệ, muốn nhờ tiểu phượng hoàng giúp đỡ thì nhất định phải nhờ đến đệ. Phong Tiên nói đến đây chợt kéo dài giọng, nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp. Đệ cũng biết tình trạng tu luyện của tỷ tỷ, đã xem như làm lại từ đầu. Vốn dĩ có tu vi tiên vương, nhưng bây giờ lại bắt đầu tu luyện từ cấp bậc thấp nhất của tiên nhân. Cho dù đã qua trăm năm, nhưng trước mắt tu vi của ta cũng mới khôi phục đến cấp bậc bằng với tán tiên ngũ chuyển. Nếu không phải có cảnh giới tiên vương, nói thật thì chưa chắc ta đã có thể sai khiến thần phượng bà, vì vậy tỷ tỷ nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, ít nhất phải đạt đến cấp bậc tán tiên thất chuyển thì ta mới có thể trở về tiên giới. Nếu quay lại nơi đó với tu vi hiện tại, ta sợ sẽ bị kẻ thù phát hiện và đuổi giết. Đệ không biết năm xưa tỷ tỷ có bao nhiêu kẻ thù ở tiên giới đâu, không có tu vi thì không có năng lực tự bảo vệ bản thân, như vậy ta không dám trở về tiên giới. Bây giờ ta đã tìm được một tòa tiên phủ có thứ mình cần ở kết giới của tiểu yêu giới, nó có thể giúp ta nâng cao tu vi. Nhưng muốn đến nơi đó cần phải có ngọn lửa hùng mạnh, hoặc nên nói phải có phượng hoàng chi nhãn mới được. Đó cũng chính là lý do ta cần đệ hoặc tiểu phượng hoàng giúp đỡ. Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu, hóa ra Phong Tiên phát hiện tòa tiên phủ nào đó ở tiểu yêu giới, ở đó có báu vật nhưng ngay cả thực lực của Phong Tiên cũng không vào được, mà phải cần đến phượng hoàng chi nhãn ư. Đó là tòa tiên phủ như thế nào? Dương Bách Xuyên tò mò hỏi. Trên mặt Phong Tiên hiện lên vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói, cửu vĩ yêu tiên, một tòa tiên phủ có cấp bậc tiên đế. Chủ nhân của nơi đó cửu vĩ tiên đế đã không còn nữa, nhưng tòa tiên phủ đó lại có một trận pháp cổ rất mạnh, trong đó có một ải không có phượng hoàng chi nhãn thì không vào được. Khi nghe thấy Phong Tiên nói vậy, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy hoa văn bình càn khôn bên cánh tay trái chợt nóng lên, chấn động một cái. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm nhận được, hắn biết đó là lão già. Quả nhiên trong đầu chỉ nghe thấy giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, đồng ý với nàng. Dương Bách Xuyên sửng sốt. Người biết cửu vĩ tiên phủ à? Một lúc lâu sau, lão già thở dài nói, đó là phủ đệ của một trong các sư nương con. Ồ! Dương Bách Xuyên sửng sốt khi nghe lão già nói. Hóa ra, đây là phủ của sư nương. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mình có vợ chính. Và sau khi nghe ý của lão già, có vẻ như hắn không chỉ có một vị sư nương càng không ngờ tới lần đầu tiên nghe tới sư nương lại là yêu tộc, hơn nữa còn là cửu vĩ hồ, cấp bậc yêu đế. Đỉnh quá vậy. Lần trước phi sư nói với con muốn tới tiểu yêu giới gặp một vị cố nhân, chính là sư nương của con hỏi con ong mật nhỏ này xem còn biết tin tức gì khác về cửu vĩ tiên không, nếu nó muốn dựa vào con và tiểu phượng hoàng để tiến vào cửu vĩ tiên phủ, hẳn sẽ là sẽ biết. Con ong mật nhỏ này nghĩ vào cửu vĩ tiên phủ đơn giản vậy à, quả thật trận pháp của cửu vĩ tiên phủ cần mắt phượng hoàng, nhưng cũng không chỉ có vậy, con cứ đồng ý là được. Cuối cùng Vân Thiên Tà đã đưa ra quyết định cho Dương Bách Xuyên, giới thiệu ngắn gọn về cửu vĩ tiên phủ. Dương Bách Xuyên nhìn Phong Tiên và nói, được rồi, ta đồng ý. Phong Tiên vui mừng khôn xiết, lập tức nói, tiếp theo, ta sẽ giúp tiểu phượng hoàng tiến vào thánh địa của tộc thần phượng.
Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dặn dò tiểu Phượng Hoàng để nàng có được mắt Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên cười tâu toét nói, tốt nhất là ngươi nên nhờ thần Phượng bà cho phép ta và tiểu Phượng Hoàng tiến vào thánh địa của tộc thần Phượng. Ta cần đảm bảo an toàn cho tiểu Phượng Hoàng, nếu không ta sẽ không để tiểu Phượng Hoàng tiến vào thánh địa của thần phong tộc. Phương Tiên có chút bối rối khi nghe những gì Dương Bách Xuyên nói, thánh địa của một tộc là vùng đất cấm cao nhất đối với những người khác. Ta sợ điều này sẽ khó xử lý. Ta sẽ nghĩ cách. Được rồi, ta chính thức đồng ý với ngươi chuyện cửu vĩ tiên phủ, cửu nhi tỷ tỷ có thể nói cho ta biết một chút về cửu vĩ tiên phủ không? Dương Bách Xuyên theo lão già chỉ dẫn hỏi. Trong phủ của sư nương dù có bảo vật thì hắn cũng phải được ưu tiên, không thể để người khác chiếm tiện nghi. Phong Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, mấy năm nay ta ở tiểu yêu giới nên cũng biết sơ về cửu vĩ tiên phủ, kỳ thật đó là cấm địa, các thế lực ở tiểu yêu giới khi nhắc đến cửu vĩ tiên phủ có kính sợ cũng có kiêng kỵ. Nghe đồn cửu vĩ yêu đế là phu nhân của một nhân vật lớn ở tiên giới, đây là lời đồn đại từ rất xưa rồi, rất nhiều thế lực đến cửu vĩ tiên phủ, nhưng không ai có thể vào trong. Tuy chỉ là một tòa tiên phủ trống không, nhưng đại trận quá mạnh, không ai có thể vào. Mấy vạn năm qua đi, đại trận cũng vẫn như trước không hề suy yếu, cho nên ta đã điều tra thử, có mắt Phượng Hoàng trợ giúp, sẽ có cơ hội vào trong, còn những thứ khác đều không thể. Người bình thường quả thật không có gan đi vào phủ đệ của một yêu đế, người tu vi cao nhất ở tiểu yêu giới cũng chỉ tương đương với tán tiên bậc 6 mà thôi. Sau khi Phong Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong đầu hắn đang hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, lão già, trong tiên phủ của sư nương có bảo bối gì vậy? Lúc này, nghe thấy ông có chút xấu hổ nói, thật ra vi sư chưa từng đến tiên phủ của cửu vĩ sư nương của con, năm đó sau khi xảy ra chút chuyện với sư nương con. Nàng ấy đã xuống tiểu yêu giới, vi sư chỉ biết nàng ở tiểu yêu giới chứ không đi thăm nàng. Hiện tại nghĩ lại, thật sự là không nên, không biết hiện tại nàng có còn ở trong tiên phủ hay không, dạo này thế nào. Dứt lời, trong lòng ông đầy áy náy. Dương Bách Xuyên không khỏi trợn mắt nói, lão già chết tiệt này không phải nghe thấy Phong Tiên nói tiên phủ của sư nương trống rỗng sao. Có lẽ sư nương đã tái giá từ lâu rồi, he he. Con, nghịch đồ. Cũng không biết an ủi vi sư một chút, đúng là khiến vi sư tức chết, sư nương còn có còn ở trong tiên phủ hay không, ong mật nhỏ có thể biết được sao? Vân Thiên Tà chửi bới Dương Bách Xuyên. Khi hai sư phụ và đồ đệ đang trò chuyện trong đầu, Phong Tiên chỉ nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt Dương Bách Xuyên, không thể không nói, Vân đệ đệ, người bị sao vậy? À, ồ, không có gì đâu, he he, Dương Bách Xuyên nhanh chóng trả lời. Phong Tiên cũng không biết sự tồn tại của lão già. Tiếp theo, hai người lại nói một số chuyện liên quan đến tiểu yêu giới, theo lời Phong Tiên nói, hắn xác thực nhận được tin tộc Thiên Lang muốn nhắm vào hắn, nàng ta hứa sau khi tiểu Phượng Hoàng ra khỏi thánh địa tộc Tần Phượng sẽ giúp Dương Bách Xuyên diệt tộc Thiên Lang, diệt trừ hậu hoạn. Hãy để tiểu Phượng Hoàng đi đến thánh địa của thần phong tộc trước, điều này có thể coi là tăng cường thực lực của hắn. Phong Tiên tự nhủ rằng sức mạnh và tu vi hiện tại của mình chỉ mới ở tán tiên cấp 5. Tuy nhiên, nàng ta chính là tiên vương và có thể hù dọa nhiều người trong tiểu yêu giới. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên hiểu rằng đây là những lời khiêm tốn của Phong Tiên dù thực lực là tán tiên cấp 5, nhưng cũng là cảnh giới tiên vương, bí pháp nắm trong tay các cao thủ của tiểu yêu giới tuyệt đối không thể so sánh. Sau đó, họ cũng nói về Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng Phong Tiên nói, con khỉ chết đó chắc đang tu luyện trên đảo tán tiên. Ta và nàng giống nhau, đều đang trong lúc khôi phục thực lực và tu vi. Đạt tu vi nhất định tự nhiên sẽ trở về tiên giới. Trên đảo tán tiên có những mạch đá bất tử, tương đối mà nói, chỉ cần có thể tìm được viên đá bất tử hiện có, trình độ tu luyện của sẽ hồi phục nhanh hơn, con khỉ chết tiệt đó chắc chắn đã đến đảo tán tiên để ức hiếp những tán tiên đó. Dương Bách Xuyên nghe được lời này vô cùng kinh ngạc, nếu Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực đúng như lời Phong Tiên nói thì sẽ rất thú vị, dù sao hắn cũng đang chuẩn bị đến tiểu yêu giới, sắp đi đến đảo tán tiên. Ở đảo tán tiên có đồ áo già để lại, có thể giúp ông đúc lại tiên thể. Đương nhiên phải đi. Hơn nữa, hắn đã giết tán tiên đảo tán tiên lâu như vậy, trên đảo tán tiên cũng không có động tĩnh gì, kỳ quái, đến lúc đó sẽ đi xem chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn bị người ta đâm lúc nào không hay, đi xem thử cho chắc chắn. 3 giờ sau, hai người bước ra khỏi đại điện. Phong Tiên đi tìm thần Phượng bà, cũng không biết đã nói gì. Dù sao thần Phượng bà cũng đồng ý để Dương Bách Xuyên đi cùng tiểu Phượng Hoàng vào thánh địa của tộc thần Phượng. Kỳ thực đây là những điều kiện mà Dương Bách Xuyên đặt ra cho thần Phượng bà,
nếu Dương Bách Xuyên không đồng ý với những điều kiện này, Dương Bách Xuyên sẽ không để Tiểu Phượng Hoàng tiến vào thánh địa của Thần Phong tộc. Hắn tin rằng Thần Phượng bà sẽ đồng ý, với sự hòa giải của Phong Tiên thì sẽ không có gì phải lo lắng. Ngày hôm sau, Thần Phượng bà đưa Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng vào thánh địa của tộc Thần Phượng. Mai Tỷ và Điêu Nhi ở bên ngoài, có thể coi là tiếp ứng. Thánh địa của Thần Phong tộc được xây dựng trên núi, sang trọng và hoành tráng, đi một mạch, đến chân núi, có thể nhìn thấy cửa động có chạm khắc hình Phượng Hoàng. Cửa đá lửa cao 9 mét, rộng 3 mét đóng chặt, một ngọn núi được làm bằng đá đỏ rực. Theo ý muốn của Thần Phượng bà sẽ đưa hai người vào trong, khi vào bên trong sẽ có ba vùng cấm, hang trong hang, hang đầu tiên là nơi thừa kế do tổ tiên tộc họ để lại. Nói chung, chỉ cần là hậu duệ của tộc Thần Phượng, có thể vào và đánh thức huyết thống của Thần Phượng trong hang động đầu tiên. Hang động thứ hai có điều kiện nhất định, chỉ có người có huyết mạch Thần Phượng cực cao mới có thể vào, hiện tại ngoại trừ bà và một số cao thủ trong tộc, chỉ có Mai Thi Dĩnh vào trong, mấy trăm năm nay vẫn còn bế quan tu luyện trong đó. Theo lời Thần Phượng bà nói, huyết thống Thần Phượng của Mai Thi Dĩnh rất cao, sau khi xuất quan, chắc chắn sẽ có thể nhận được truyền thừa từ các cao thủ tổ tiên của hang động thứ hai. Thậm chí không biết sẽ đạt tới tu vi nào, nhưng tuyệt đối không kém. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên cũng hy vọng Mai Thi Dĩnh sẽ đạt được thành tích cao. Hang động thứ ba là vùng cấm quan trọng nhất của toàn bộ tộc Thần Phượng, chỉ có Phượng Hoàng thực sự mới có thể vào hang thứ ba, nó được tạo ra bởi tộc trưởng đời thứ nhất, người sáng lập gia tộc Thần Phượng, nghe nói có để lại thứ gì đó của Phượng Hoàng thực sự, đến ngay cả Thần Phượng bà cũng chưa từng vào trong, vì bà ta không có máu Phượng Hoàng, căn bản không thể vào. Về phần Dương Bách Xuyên nhất quyết đi theo, Thần Phượng bà cũng không có việc gì, nhưng Dương Bách Xuyên có thể làm nhiều nhất chính là kiểm tra cái hang đầu tiên, hắn không có cách nào có thể đi vào những hang động khác nếu không có huyết mạch Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến điều này, hắn có thể đi từng bước một, trọng tâm của hắn là đi cùng Tiểu Phượng Hoàng, về phần không thể cùng Tiểu Phượng Hoàng tiến vào hang thứ ba cũng không sao cả, bởi vì điều đó là Phượng Hoàng huyết mạch chi địa, sẽ không có nguy hiểm gì với Tiểu Phượng Hoàng. Hắn chỉ chờ Tiểu Phượng Hoàng đi ra hang thứ nhất mà thôi. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đã nói với Tiểu Phượng Hoàng nếu có thì giúp nàng có được mắt Phượng Hoàng, coi như là một chuyện tốt. Đi theo Thần Phượng bà làm phép mở cửa đá, đi một đường, trong hang động cũng không nóng như dự kiến, đi mấy cây số, ba người đã đến một hang động rộng hơn 100 mét vuông, thấy rằng thực sự có ba hang động tồn tại. Nhìn qua, cửa hang trông có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng là một cánh cửa đá đóng kín. Phủ đầy những dòng chữ và văn tự phức tạp. Chúng ta đến rồi. Thần Phượng bà nói. Ba hang động được sắp xếp thành một hàng. Thần Phượng bà chỉ từ trái sang phải hang ngoài cùng bên phải và nói. Cái ở ngoài cùng bên phải là hang thứ nhất. Cái ở giữa là hang thứ hai. Hang bên trái là hang thứ ba. Điện hạ, mời trực tiếp vào hang thứ ba. Dương Thánh Chủ có thể đi thăm hang động thứ nhất của tộc chúng ta. Hang thứ hai và hang thứ ba cũng đừng nghĩ tới. Không có huyết mạch Phượng Hoàng thì không thể vào được, ha ha. Thần Phượng bà vừa nói có chút kiêu ngạo, chỉ thiếu một câu ngươi không nên đến đây, bây giờ xem đi, vào trong được ích gì, chỉ có thể vào hang động thứ nhất xem thử, mà hang động thứ nhất là hang động bình thường của tộc Thần Phượng. Dương Bách Xuyên tự nhiên nghe được ý tứ trong lời của Thần Phượng bà, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ ở ngoài động canh giữ cho Tiểu Phượng Hoàng. Đương nhiên cũng phải đi xem hang động thứ nhất. Dù sao thì đây cũng là thánh địa của tộc Thần Phượng, tất nhiên sẽ có bảo vật hoặc gì đó. Đến đây không dễ, nếu không ghé qua thì thật tiếc. Làm phiền rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu với Thần Phượng bà. Điện hạ, bây giờ người có thể đi vào. Trong động thứ ba lần này có một hộp bảo vật, là di sản do tổ tiên chúng ta để lại, chỉ có huyết thống của tộc ngài mới có thể lấy ra mở ra, Thần Phượng bà cung kính nói với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, đi về phía cửa hang thứ ba. Theo sau là Dương Bách Xuyên và Thần Phượng bà. Cửa đá dày đặc phù văn bao phủ, vầng sáng lưu chuyển, được sức mạnh cường đại bảo vệ. Thần Phượng bà nói với Tiểu Phượng Hoàng, điện hạ, ta cần tinh huyết Phượng Hoàng của người để mở cửa hang thứ ba. Cánh cổng này chỉ nhận biết Phượng Hoàng. Ta biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng bình tĩnh trả lời, tựa như đã biết từ lâu. Nói xong, một dòng tinh huyết từ trên người Phượng Hoàng nhỏ bay ra, bay về phía cửa đá. Bùm! Những giọt tinh huyết và máu rơi xuống sau cánh cửa đá, đột nhiên có tiếng gầm và ánh sáng chiếu rọi. Những phù văn đỏ rực lần lượt chảy ra, và những vòng xoáy đầy màu sắc xuất hiện. Nhưng không thể nhìn rõ bên trong. Mở rồi.
Thần Phượng bà bà kinh ngạc kêu lên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nói với Tiêu Phượng Hoàng, San Hồng vào trong hãy cẩn thận, nếu không thể thì hãy mau chóng ra ngoài, chúng ta sẽ không mạo hiểm. Đối với hắn, sự an toàn của Tiểu Phượng Hoàng là trên hết. Ca, mời cùng ta đi vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nói. Điện hạ, hang động thứ ba là động Phượng Hoàng, ngoại trừ tổ tiên đời thứ nhất thì cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể vào trong, dù là lão thân cũng không được, người khác căn bản sẽ không vào được, sẽ bị sức mạnh Phượng Hoàng bài xích. Thần Phượng bà nói, nhưng đôi mắt của bà ta dường như muốn nói rằng Điện Hạ chỉ là một đứa trẻ, thật ngây thơ. Dương Bách Xuyên đang muốn mở miệng, nhưng Tiểu Phượng Hoàng nói, ca, người yên tâm, ta có biện pháp, đi, ta dẫn người đi vào, đây là sức mạnh Phượng Hoàng, ta vừa mới mở ra một ít truyền thừa trong tâm trí. Tiểu Phượng Hoàng vừa nói vừa giơ bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Dương Bách Xuyên, trực tiếp bước vào cửa vòng xoáy đầy màu sắc mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Lập tức biến mấy. Bệ hạ, không thể. Này, này này. Thần Phượng bà kinh hãi, bất lực nhìn Tiểu Phượng Hoàng nắm tay Dương Bách Xuyên tiến vào hang động thứ ba rồi biến mất không dấu vết. Thần Phượng bà đương nhiên không lo lắng Dương Bách Xuyên sẽ bị uy lực hang động thứ ba làm bị thương, mà là lo lắng hang động truyền thừa thứ ba. Đó là bảo vật lớn nhất của thần Phượng tộc, bà ta cũng chưa từng đặt chân vào đó, hiện tại Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp mang theo người ngoài vào. Bà ta làm sao có thể không sốt ruột được. Thần Phượng bà hét lên, lo lắng nên bước tới. Bùm! A, à, bùm! Ngay lúc Thần Phượng bà chạm vào cửa, một sức mạnh như núi đột nhiên quét qua bà. Trong khoảnh khắc, tồn tại hùng vĩ như một vị tán tiên cấp 6, dưới phản ứng dữ dội của sức mạnh này, bà ta đột nhiên bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Với một cú va chạm, bà ta đâm vào núi, kêu lên rồi nôn ra máu. Thần Phượng bà đang khóc không ra nước mắt, bà ta không ngờ rằng sẽ như vậy. Sói mắt trắng. Lời nguyền này là đang nguyền rủa Tiểu Phượng Hoàng, bởi vì tổ tiên của bà ta là Phượng Hoàng, huyết mạch Phượng Hoàng chảy trong Phượng Hoàng thần tộc, cho nên từ khi tìm được Tiểu Phượng Hoàng, bà ta liền coi Tiểu Phượng Hoàng như người một nhà. Ai có thể biết được, người một nhà lại đưa người ngoài Dương Bách Xuyên tiến vào hang động quan trọng nhất của thần Phượng tộc. Hơn nữa điều khiến Thần Phượng bà nghĩ không thông chính là từ trước đến giờ không người ngoài nào có thể tiến vào hang động thứ ba. Bà ta thực sự không hiểu Tiểu Phượng Hoàng làm sao có thể dẫn người ngoài vào. Khụ khu. Thần Phượng bà ho ra máu từ trong núi đi ra, sắc mặt xấu xí nhìn Tiểu Phượng Hoàng và Dương Bách Xuyên biến mất qua cửa động thứ ba, đáng tiếc là không vào được. Một lúc sau, Thần Phượng bà ánh mắt rơi vào hang động thứ hai, sau đó ánh mắt phức tạp đi về phía hang động thứ hai. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã bị Tiểu Phượng Hoàng đưa tới hang động thứ ba. Nhìn vào hang động đỏ rực, Dương Bách Xuyên vẫn còn sững sờ, hắn không biết rằng Tiểu Phượng Hoàng có thể dẫn hắn vào hang động thứ ba. Theo những gì Thần Phượng bà nói, không ai khác ngoại trừ Thần Phượng bà có thể vào hang động thứ ba. Trước đó hắn cũng cảm thấy có một thế lực mạnh mẽ, hay còn gọi là sức mạnh pháp tắc, ở hang thứ ba, và hắn không thể vào được. Nhưng hiện tại hắn lại được Tiểu Phượng Hoàng mang vào. Sau khi định thần lại, hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Phượng Hoàng. San Hồng, không phải nói, ngoại trừ Phượng Hoàng, không ai khác có thể vào sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Lúc này, trên khuôn mặt thản nhiên của Tiểu Phượng Hoàng nở một nụ cười đáng yêu, hắn nhìn Dương Bách Xuyên nói, ca ca nói đúng, nhưng khi ta dùng tinh huyết mở ra cánh cổng này, ta chợt hiểu ra, quả thực là như vậy, nhưng ta là Phượng Hoàng thuần huyết có thể tự do ra vào ở đây. Chỉ cần ta bằng lòng mang theo bất cứ ai vào thì không có vấn đề gì, he he. Dương Bách Xuyên nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, bỗng nhiên sửng sốt, hắn tưởng tượng Phượng Hoàng muội muội của mình chính là một con Phượng Hoàng thuần chủng, làm gì có chuyện gì mà nàng không làm được, đó là sự thật. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cười khổ nói, vậy tại sao muội không dẫn Thần Phượng bà vào? Nếu là một mình đưa ta vào, lão bà kia sẽ hận hai chúng ta. He he, Tiểu Phượng Hoàng cười nói. Ca ca yên tâm, bà già đó tâm tư quá lớn, ta không thích dẫn bà ấy vào, chỉ cần bà ấy tôn trọng chúng ta là được rồi. Dám vô lễ với chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó với bà ta, trong người bà ta có huyết mạch Phượng Hoàng chính là nhược điểm lớn nhất của bà ta, cho nên ca ca không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe xong toát mồ hôi lạnh, nghe được ý của Tiểu Phượng Hoàng, xem ra Thần Phượng bà và chỉ đơn giản là nô bộc của Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ có thể khống chế được huyết mạch của Thần Phượng bà. Hy vọng Thần Phượng bà sẽ không có ác cảm với họ, nếu không Dương Bách Xuyên tin rằng Tiểu Phượng Hoàng sẽ tìm cách trừng phạt bà ta.
Nhưng, đối với Dương mà nói, dù sao cũng không sao, có thể đi vào là tốt rồi, có thể đi cùng Tiểu Phượng Hoàng, hắn càng yên tâm hơn, khi Tiểu Phượng Hoàng có thể lấy được đồ của tộc thần Phượng, hắn càng vui hơn. Ha ha, như vậy rất tốt, hy vọng thần Phượng bà đừng làm chuyện gì vô lý, nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng làm loạn. Chúng ta đi xem nơi này tồn tại cái gì. Phượng Hoàng lên tiếng. Ân, ca ca, muội cảm giác được có cái gì kêu gọi muội tới đây. Tiểu Phượng Hoàng trầm ngâm nói. Thật sự có thể là mắt Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên trong lòng thầm nghĩ nói, Phong Tiên nói cho hắn biết, nơi này có mắt Phượng Hoàng, mục đích lần này đến thăm là để Tiểu Phượng Hoàng có được mắt Phượng Hoàng. Muội không chắc chắn, dù sao, muội cảm thấy rất mạnh mẽ. Vừa nói vừa đi về phía trước, vài phút sau xuất hiện trong một không gian rộng hơn 300 mét vuông, vẫn ở trong núi, là không gian được ai đó dùng ma lực to lớn mở ra. Đó là một đại sảnh. Sau khi bước vào, cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy trung tâm đại sảnh. Một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện trong đại sảnh. Có một luồng hào quang ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có một luồng khí áp bức khiến trái tim của Dương Bách Xuyên run lên. Con phượng hoàng này cao khoảng 30 mét, dài 40-50 mét, toàn thân có lông vũ sặc sỡ, thực sự rất đẹp. Tỏa ra vầng hào quang thần thánh. Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt và nói với giọng run rẩy, San Hồng. Đây có phải là Phượng Hoàng trưởng thành thực sự không? Hắn, đừng lo lắng, đây chỉ là một bức tượng mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng vừa đi vừa nói về phía tượng Phượng. Dương Bách Xuyên sau khi nghe điều này đã sửng sốt, cảm giác và tầm nhìn của hắn không giống như một bức tượng. Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng, nhưng vừa đi được vài bước thì Tiểu Phượng Hoàng quay đầu nói, ca ca, đừng lại đây, có nguy hiểm. Dương Bách Xuyên sửng sốt, dừng chân. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương Bách Xuyên đứng đó dặn dò Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu nói, vâng, ta biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục đi, khi nàng chỉ cách pho tượng Phượng Hoàng khoảng 100 mét, Dương Bách Xuyên thấy trên pho tượng Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa khổng lồ. Lúc này Dương Bách Xuyên còn đứng cách xa hơn 100 mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được dòng nhiệt của ngọn lửa, hắn lo lắng kêu to, San Hồng. Ca ca đừng lo lắng, ta không sao. Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Bách Xuyên bị sóng nhiệt ép lùi ra một góc, nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói vậy thì nhìn lại, thấy lúc này Tiểu Phượng Hoàng đang ở trong biển lửa, không có chuyện gì cả. Ngọn lửa cường đại hơn cả ngọn lửa chân nguyên gấp 100 lần vẫn không hề ảnh hưởng đến Tiểu Phượng Hoàng, nàng vẫn tiếp tục bước về phía pho tượng. Sau đó một tiếng phượng kêu vang lên, pi. Tiểu Phượng Hoàng hiện ra bản thể, hóa thành Phượng Hoàng cao mấy thước. Ngọn lửa xoay tròn tiến vào thân thể của Tiểu Phượng Hoàng. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện chính mình lo lắng dư thừa, thiên phú của Tiểu Phượng Hoàng là ngọn lửa sẽ không làm nàng bị thương, ngược lại còn có ích cho nàng. Có lẽ đối với sinh linh khác sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy chết, nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại coi nó thành nguyên khí tu luyện. Điên cuồng cắn nuốt, pho tượng Phượng Hoàng càng ngày càng phun ra nhiều lửa, nhan sắc càng ngày càng đậm, Dương Bách Xuyên đứng ở phía xa, ban đầu chỉ thấy nhiệt độ rất cao, nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng bây giờ cần phải dùng chân nguyên để phòng ngự. Một lúc sau, Tiểu Phượng Hoàng đã đi đến trước mặt pho tượng Phượng Hoàng, sau đó hắn nhìn thấy pho tượng hộc ra một ngọn lửa núi liên tiếp với miệng của Tiểu Phượng Hoàng, nhìn qua giống như chim to cho chim nhỏ ăn. Ngọn lửa màu vàng đất cũng dần dần biến thành màu đỏ, rồi biến thành màu đỏ thẫm, theo thời gian, màu của ngọn lửa càng ngày càng đậm. Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn bị ngọn lửa vùi lấp, chỉ có thể nhìn đến một hình dáng ngọn lửa. Dương Bách Xuyên nhìn đến tất cả ngọn lửa đều chui vào trong thân thể Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ Tiểu Phượng Hoàng đạt được một loại truyền thừa. Đây là một cơ duyên của Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên cũng không biết cơ duyên này lớn đến mức nào, nhưng có lẽ sẽ không kém, bởi vì đây là nơi truyền thừa Phượng Hoàng. Bảo tàng truyền thừa lớn nhất của tộc thần Phượng lại về tay Tiểu Phượng Hoàng, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất vui vẻ. Nếu Tiểu Phượng Hoàng hoàn thành tiếp nhận truyền thừa này, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên thấy sẽ không kết thúc nhanh như vậy, nơi này tràn đầy linh khí thiên địa nguyên tố hỏa, hắn ngồi xuống tu luyện chờ Tiểu Phượng Hoàng kết thúc. Một tháng, một năm, tu vi của Dương Bách Xuyên không hề tăng trưởng, sau khi hắn đạt đến phi thăng đại viên mãn, bước tiếp theo là phi thăng thành tiên. Nhưng đây cũng là một cửa lớn, rất nhiều người vất vả lắm mới có thể bước vào phi thăng, rồi đến đại viên mãn, nhưng lại không lĩnh ngộ được ánh sáng tiếp ứng, cả đời không phi thăng được, vô duyên với tiên đạo. Cuối cùng hóa thành nắm đất. Đến cảnh giới phi thăng, tiến bộ rất khó,
lúc này không phải hấp thu luyện hóa linh khí là chủ nữa, mà là hiểu được cảnh giới. Hiện tại tình huống của Dương Bách Xuyên là như vậy, hắn phát hiện chính mình đã đạt đến đại viên mãn, cho nên sau khi tu luyện một năm, tu vi không hề đột phá nữa, cho nên hắn dừng tu luyện, cố gắng hiểu được cảnh giới. Chỉ trong chớp mắt đã đến năm thứ 10, trong quá trình này Dương Bách Xuyên đã tỉnh lại nhiều lần, nhưng Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn đang tu luyện, ngọn lửa cũng biến thành màu tím. Nhưng biển lửa trong đại sảnh đã biến mất không thấy, tất cả ngọn lửa ngưng kết lại với nhau. Lúc này Dương Bách Xuyên dừng tu luyện. Chỉ trong chớp mắt đã 10 năm, hắn cũng chỉ cảm thấy tu luyện trong nháy mắt, phát hiện tu vi tăng lên, thời gian nhập định tu luyện sẽ càng ngày càng nhanh, hơn nữa cảm giác chỉ ngồi trong phút chốc. Đang suy nghĩ thì một tiếng thét dài vang lên. Pi! Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, thấy tất cả ngọn lửa đều dập tắt. Ngọn lửa trên pho tượng đã tắt hết, không có màu sắc, hóa thành một bức tượng ngọc trắng. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng vẫn chìm trong ngọn lửa trên người biến thành màu tím đậm. Pi pi! Từng tiếng thét dài lạnh lót không ngừng vang lên. Ngay sau đó ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Hoàng dần dần tắt. Hắn nhìn không chớp mắt, thấy được chân thân của Tiểu Phượng Hoàng hiện ra, không khác biệt với lúc trước lắm, bề ngoài không quá lớn, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng mạnh hơn trước rất nhiều. Khi nhìn thấy hai mắt của Tiểu Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên phát hiện đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng là màu tím. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, Tiểu Phượng Hoàng hóa thành hình người. Dương Bách Xuyên quan sát cẩn thận, phát hiện Tiểu Phượng Hoàng cao hơn một chút. Trước kia là một bé gái khoảng 8-9 tuổi, bây giờ khoảng 11 đến 12 tuổi. Qua 10 năm, Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành hơn một chút. Hoặc nói cách khác, sau 10 năm hấp thụ ngọn lửa Phượng Hoàng, nàng đã trưởng thành hơn. Ca ca! Tiểu Phượng Hoàng vui sướng chạy về phía Dương Bách Xuyên. Sau khi đến bên cạnh hắn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh sáng tím trong mắt Tiểu Phượng Hoàng dần biến mất, nhưng con ngươi lại hoàn toàn biến thành màu tím. Mang theo chút yêu dị, nhưng lại càng thêm đẹp. Tử Đồng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Theo thói quen cũ, hắn vươn tay xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng, cảm giác thế nào, có thu hoạch được gì không? Có vẻ tính cách của Tiểu Phượng Hoàng cũng thay đổi một chút, nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, cười nói, ca ca, không có mắt Phượng Hoàng như ông tiên từng nói, nhưng ta lại luyện ra Tử Đồng, ta nghĩ có lẽ Tử Đồng theo lời của nàng không phải mắt Phượng Hoàng. Nhưng ngọn lửa lại là thật, là thần hỏa Phượng Hoàng chân chính, có đôi mắt Tử Đồng này, sau này ta cũng có thủ đoạn giữ mạng, cũng có thể trợ giúp ca ca, cùng giết địch bảo vệ mọi người. Tử Đồng có thể nhìn thấy hư vọng, có thể nhiếp hồn. Dù sao có rất nhiều chỗ tốt, yêu cầu ta từ từ nghiên cứu, sau này sẽ càng ngày càng cường đại, đây là một trong các thiên phú thần thông cường đại nhất của tộc Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng vui sướng nói. Dương Bách Xuyên cũng vui thay cho Tiểu Phượng Hoàng. Hắn cũng không hỏi nhiều về Tử Đồng, mặc dù Tiểu Phượng Hoàng coi hắn như ca ca ruột, nhưng hắn vẫn hy vọng Tiểu Phượng Hoàng giữ lại bí mật cho riêng nàng. Đây là chuyện tốt, ca ca chúc mừng ngươi đã nhanh hơn trên con đường trưởng thành, nhưng cũng không được chậm trễ tu luyện, nhân tộc hay yêu tộc cũng vậy, cho dù ngươi là thần cầm Phượng Hoàng cũng cần phải trưởng thành, cần thực lực cường đại, nếu không thế giới này sẽ rất vô tình. Hiện tại còn đỡ, mai kia đến tiên giới, có rất nhiều nguy hiểm đang chờ cho ên ngươi cũng không thể lười biếng. Ca ca yên tâm, ta đã biết, chắc chắn sẽ không lười biếng. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn trả lời. Đúng rồi ca ca, ta nhìn thấy bên trong pho tượng Phượng Hoàng kia có gì đó. Tiểu Phượng Hoàng ý bảo Dương Bách Xuyên đi theo nàng qua đó. Liệu có nguy hiểm gì không? Dương Bách Xuyên vẫn còn sợ hãi ngọn lửa Phượng Hoàng lúc trước. Hi hi, ca ca yên tâm, sẽ không có nguy hiểm, ngọn lửa Phượng Hoàng bảo vệ pho tượng đã bị ta hấp thu hết. Hiện tại ngọn lửa của ta cũng đã tiến hóa lên tử hỏa, có thể thiêu chết tán tiên như thần Phượng bà. Tiểu Phượng Hoàng cười giải thích. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy hít sâu một hơi. Thiêu chết thần Phượng bà. Đó chính là tán tiên lục chuyển. Tiểu Phượng Hoàng lại nói hiện tại ngọn lửa Phượng Hoàng của nàng có thể thiêu chết lục chuyển, còn mạnh hơn cả hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể cứng đối cứng với tán tiên ngũ chuyển, nếu là lục chuyển, hắn không nắm chắc, phải dùng mạng liều chết mới được. Tiểu Phượng Hoàng lại dùng một câu nhẹ nhàng bâng quơ là có thể thiêu chết lục chuyển làm Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên. Nhưng cũng mừng thay cho Tiểu Phượng Hoàng. Sau đó cười nói, tất cả bảo bối trong sơn động này đều ở trong cơ thể của pho tượng Phượng Hoàng này. Người dùng tử đồng của mình thì có thể nhìn thấu bên trong. Có thể nhìn thấy, giống như những gì thần Phượng bà nói, trong pho tượng Phượng Hoàng có một hộp bảo bối,
ngoài bảo hộp ra còn có 3 sợi lông đuôi phượng hoàng, ngoài ra không còn gì nữa, ca ca chờ ở đây, ta đi lấy. Dứt lời tiểu phượng hoàng vung tay lên, tung ra một ngọn lửa đánh vào pho tượng. Rắc! Ngay sau đó pho tượng phượng hoàng dập nát. Quả nhiên bên trong có một chiếc bảo hộp vuông vức, tỏa ra ánh sáng 7 màu, chiếu sáng cả đại sảnh cùng với 3 sợi lông đuôi phượng hoàng. Đúng lúc này sư phụ Vân Thiên Tà lên tiếng, không ngờ lại là lông phượng hoàng, tiểu tử thối, con lại chui vào đâu rồi. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói chuyện thì trợn trắng mắt, nghe giọng điệu của sư phụ thối đều có tố chất thần kinh, nhưng nghĩ lại mỗi khi chính mình gặp được thiên tài địa bảo gì đó sẽ xuất hiện ở nơi không bình thường, còn hay gặp được nguy hiểm lớn suýt chút nữa sư phụ làm tang cho hắn. Nghe giọng điệu có chút thần kinh của sư phụ, có vẻ cũng bình thường. Dương Bách Xuyên nói, sư phụ thối, yên tâm đi, không có nguy hiểm, hiện tại chúng ta đang ở trong thánh địa tộc Phượng Hoàng. Sau đó Dương Bách Xuyên trình bày ngắn gọn tình huống ở đây cho sư phụ nghe. Vậy thì được, ta sợ nhất con lại tùy tiện đi vào nơi nguy hiểm gì đó, khó khăn lắm mới tỉnh lại, ta không hy vọng lại đi chùi đít cho con rồi lại ngủ say. Vân Thiên Tà nói, a, sư phụ thối, sao nghe chẳng giống phong cách của người chút nào. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ khinh bỉ. Hừ, con biết gì, từ giờ trở đi an phận cho ta chút, đừng có đi vào nơi nguy hiểm gì nữa, ta từng nói phải đi đảo tán tiên, đi nơi nào cũng cần phải có chút thực lực. Ngoài ra hiện tại con cũng đã là phi thăng đại viên mãn, tu luyện cầu ổn chứ không phải cầu thắng, có thể hiểu được đại đạo, không đáng mạo hiểm đi tìm thiên tài địa bảo, hiểu chưa? Vân Thiên Tà mắng to. Dương Bách Xuyên nói, vâng vâng vâng, con biết rồi, đúng rồi, nghe ngài nói có vẻ lông chim phượng hoàng là thứ tốt. Nó có tác dụng gì vậy? Vân Thiên Tà nói, đây là lông của phượng hoàng thành niên chân chính, còn rất cổ xưa, có lẽ là lông đuôi phượng hoàng viễn cổ. Bộ vị tinh hoa nhất của phượng hoàng thành niên là phần đuôi, nước lửa không xâm, âm sát không xâm. Dù sao là bách tà bất xâm, luyện chế thành bảo y, đây là bảo vật hiếm có, quan trọng hơn có thể ngưng thần tĩnh khí, không bị âm tà quấy nhiễu. Ba lông đuôi này có thể luyện chế ra 3 bảo y 7 màu sẽ tùy ý biến hóa nhan sắc, nếu luyện chế thành công dựa theo bí pháp của ta, còn có công hiệu ẩn thân, ngăn cách sự dò xét của thần thức, ha ha, đây là bảo bối vô thượng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên vội vàng nói, sư phụ, nhanh dạy con luyện chế đi. Đây là lông đuôi Phượng Hoàng, con phải đi hỏi tiểu Phượng Hoàng có nguyện ý hay không rồi tính. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nhìn về phía tiểu Phượng Hoàng, hắn biết tiểu Phượng Hoàng chắc chắn sẽ đồng ý. Ba lông chim Phượng Hoàng luyện chế thành 3 bảo y 7 màu, vừa lúc hắn một cái, tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ mỗi người một cái. San Hồng, thương lượng với ngươi một chuyện. Ca ca muốn cầm 3 chiếc lông chim này đi luyện chế bảo y 7 màu, đến lúc đó 3 người chúng ta, mỗi người một cái được không? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Chỉ cần có ích cho ca ca, San Hồng không có ý kiến gì. Tiểu Phượng Hoàng cười nói. Được, vậy quyết định như thế. Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi 3 lông chim Phượng Hoàng. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng hỏi, ca ca, hộp bảo này thì phải làm sao? Dương Bách Xuyên nghĩ đến thần Phượng bà, nói. Để lại cho tộc thần Phượng đi, người cũng coi như thu được lợi ích lớn nhất, làm người không thể quá tham, dù sao cũng phải chừa chút cho người ta. Sau đó hỏi, có thể nhìn ra bên trong hộp là gì không? Ta nhìn thấy một ngọc giản truyền thừa, tiểu Phượng Hoàng trả lời. Người có thể mở ra hay không? Dương Bách Xuyên hỏi lại. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, có thể mở. Dương Bách Xuyên hơi giãy giụa do dự, nói, thôi, để lại cho tộc thần Phượng đi. Vâng. Tiểu Phượng Hoàng hơi mỉm cười. Làm người phải có hạn cuối, nếu Dương Bách Xuyên đã đồng ý giao bảo hộp cho thần Phượng bà thì không thể thất hứa. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng thu hồi bảo hộp, Dương Bách Xuyên dặn dò mấy câu rồi ngồi xếp bằng bàn bạc về bảo y 7 màu với sư phụ. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, Vân Thiên Tà là một bảo khố truyền thừa, không gì không biết. Rất nhanh đã truyền thụ bí pháp luyện chế vào trong đầu hắn. Sau đó Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện chế bảo y dựa theo sự chỉ dạy của sư phụ. Bên trong hồ Càn Khôn có rất nhiều tài liệu, đủ để luyện chế. Dù sao tài liệu chính là lông phượng hoàng, còn lại đều là phụ trợ. Không giống như luyện đan, Dương Bách Xuyên rất ít tiếp xúc với luyện khí, cũng không hiểu nhiều, sư phụ cũng chưa từng chỉ dạy cặn kẽ về phương diện này. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế pháp khí cao giai. Đầu tiên làm quen với bí pháp luyện khí do sư phụ truyền thụ. Nó có tên là đại tạo hóa thuật, bao hàm toàn diện, không cần mượn dùng bất cứ thứ gì để luyện khí,
chỉ dựa vào hai tay là có thể hoàn thành quá trình luyện khí. Nó còn thuộc về công pháp loại hình trưởng thành, có thể sử dụng lâu dài. Dương Bách Xuyên có chút khiếp sợ khi đọc nội dung, thủ đoạn luyện khí của đại tạo hóa thuật vô cùng tinh diệu, thật sự là công pháp luyện khí thượng thừa. Không nhịn được hỏi sư phụ, công pháp tốt như vậy, tại sao giờ mới lấy ra cho con, nếu cho sớm có khi con đã trở thành luyện khí tông sư. Vân Thiên Tà lạnh lùng nói, hiểu cái rắm, chưa từng nghe qua tham nhiều không hỏng hả, trước kia vi sư để con chủ tu đan đạo, dốc lòng nghiên cứu luyện đan là được, nếu cộng thêm công pháp luyện khí này, có khi hiện tại con lại là phế tài luyện đan. Hơn nữa đại tạo hóa thuật là tâm đắc mà vi sư đã nghiên cứu một thời gian dài, hiện tại con đi nghiên cứu là thích hợp nhất, đừng nói chuyện, bắt đầu luyện khí đi, dặn dò Tiểu Phượng Hoàng, lát nữa hỗ trợ. Tiểu Phượng Hoàng cũng sẽ không luyện khí, Dương Bách Xuyên nói thầm. Tiểu tử thối, bảo sao làm vậy đi, thật lắm chuyện, thứ cần luyện hóa là lông Phượng Hoàng, con cho rằng chỉ dựa vào chân hỏa của con thì có thể luyện hóa. Không có sự trợ giúp của ngọn lửa Phượng Hoàng thì đừng mong luyện hóa lông Phượng Hoàng. Vân Thiên Tà mắng. Vâng vâng vâng, Dương Bách Xuyên vội vàng gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng, thần cầm Phượng Hoàng am hiểu hỏa, lông chim trên người Phượng Hoàng không sợ ngọn lửa nhất, nếu không dùng thủ đoạn và không có ngọn lửa cường đại, luyện hóa cũng là một vấn đề lớn. San Hồng, lát nữa chuẩn bị sẵn sàng, ta yêu cầu ngọn lửa của ngươi để luyện hóa lông Phượng Hoàng. Nói xong cảm thấy hơi quái quái, bảo Tiểu Phượng Hoàng luyện hóa lông Phượng Hoàng khác gì tự đốt cháy tóc của chính mình. Vâng. Ca ca, Tiểu Phượng Hoàng đồng ý. Thấy Tiểu Phượng Hoàng không có mâu thuẫn gì, Dương Bách Xuyên yên tâm. Dưới sự chỉ dạy của sư phụ, lấy ra ba sợi lông Phượng Hoàng. Sau đó vận chuyển tâm pháp luyện khí tạo hóa, mở hai tay, thúc giục chân nguyên, sử dụng lực lượng thần hồn, sau đó một ngọn lửa xuất hiện trên hai tay. Ngọn lửa có hình dạng âm dương thái cực. Sau đó sư phụ lên tiếng, để lông Phượng Hoàng lên. Nghe vậy Dương Bách Xuyên để sợi lông Phượng Hoàng đầu tiên lên ngọn lửa thái cực. Ngọn lửa phát ra tiếng nổ vang, lông Phượng Hoàng phát ra ánh sáng bảy màu, tự động sinh ra phòng ngự. Dương Bách Xuyên phát hiện chân hỏa trong tay hắn không hề tổn thương đến lông Phượng Hoàng, cho dù hắn tăng lực lượng chân hỏa lên cao bao nhiêu cũng không hề tác dụng. Đừng phân tâm, tạm thời dùng chân hỏa của con để dựng dưỡng, con phải tụ lực lượng thần hồn lại giữa hai tay, không thể dừng lại nếu không sẽ thất bại. Vân Thiên Tà dặn dò. Dương Bách Xuyên gật đầu, lấy ra tài liệu phụ trợ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bắt đầu luyện hóa tài liệu phụ trợ dựa theo yêu cầu của sư phụ. Những tài liệu này không phải vật phàm, đều là thiên tài địa bảo hắn từng vơ vét từ bảo khố Thanh Ngưu, Thánh Địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô. Hiện tại lại muốn dùng để luyện hóa bảo y bảy màu làm hắn có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến tác dụng của bảo y, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy đáng giá. Một bảo y cần hơn trăm tài liệu phụ trợ. Sau khi Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện hóa, trong tiếng mắng chửi ngu ngốc của sư phụ, hắn dần dần tìm được mạch đập tâm pháo, bắt đầu thích ứng quá trình luyện hóa. Luyện chế từng tài liệu phụ trợ thành trạng thái dịch. Thời gian dần trôi đi. Mất khoảng một năm hắn mới luyện hóa xong hơn trăm loại tài liệu phụ trợ. Sau đó hắn khống chế thần hồn trên ngọn lửa thái cực bắt đầu dung hợp tài liệu phụ trợ dạng lỏng, linh khí cường đại tràn ngập đại sảnh. 3 tháng sau, hắn thành công dung hợp tài liệu phụ trợ. Lúc này Dương Bách Xuyên ướt đẫm mồ hôi, chân nguyên và thần hồn trong cơ thể tiêu hao rất lớn, cho dù hiện tại hắn đã là cảnh giới phi thăng đại viên mãn nhưng cũng tiêu hao hơn nửa. Tiếp theo luyện chế lông Phượng Hoàng sẽ càng thêm hao phí lực lượng. Hiện tại mới hiểu được tại sao sư phụ lại bảo hắn đón Tiểu Phượng Hoàng, mượn ngọn lửa của nàng. Nếu không mượn dùng ngoại lực, Dương Bách Xuyên cảm thấy ngay cả luyện hóa cũng là cả một vấn đề. Gọi Tiểu Phượng Hoàng lên hỗ trợ, Dương Bách Xuyên đặt sợi lông Phượng Hoàng đầu tiên lên trên ngọn lửa thái cực. Lúc này trên tay Tiểu Phượng Hoàng toát ra hai ngọn lửa màu đỏ thẫm. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng còn cao hơn cả chân hỏa của hắn, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là nó cũng không hề có tác dụng với lông Phượng Hoàng. Vẫn chưa đủ, bảo Tiểu Phượng Hoàng tăng lớn uy lực ngọn lửa. Sư phụ lên tiếng. Dương Bách Xuyên nói, San Hồng, uy lực chưa đủ. Cần tăng thêm uy lực nếu không không thể luyện hóa được. Vâng Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Há mồm phun ra một ngọn lửa. Lúc này có 2 ngọn lửa trên tay của Tiểu Phượng Hoàng cộng thêm ngọn lửa trong miệng, 3 ngọn lửa đốt cháy lông Phượng Hoàng. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói, được rồi, để Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục đốt lửa rèn, còn chuyên tâm thúc giục tâm pháp. Sau khi có Tiểu Phượng Hoàng phối hợp,
Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Lần này, cho dù có Tiểu Phượng Hoàng phối hợp thì cũng tốn 3 năm mới có thể luyện hóa xong lông Phượng Hoàng thành thể lỏng. Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của Tiểu Phượng Hoàng, biết nàng cũng tiêu hao không nhỏ, hắn đau lòng cho nàng, tiện tay ném 10 quả linh đào ở cây mẹ cho Tiểu Phượng Hoàng, để nàng bổ sung lại tinh lực đã mất. Bản thân hắn đã sớm bổ trợ xong, hơn nữa trong 3 năm nay hắn vẫn luôn không ngừng ăn linh đào. Nếu không thì sẽ chẳng luyện hóa được. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới, luyện khí lại hao tổn hơn rất nhiều so với luyện đan, nhưng ngẫm lại thì thấy bình thường. Đa số những nguyên liệu dùng để luyện đan đều là linh dược hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng luyện khí là luyện những vật rắn, phần lớn được làm từ đá cứng, đương nhiên cần nhiều thời gian hơn. May mà hiện tại hỏa diễm Phượng Hoàng không tầm thường, cuối cùng cũng luyện hóa thành công lông Phượng Hoàng. San Hồng đi xuống bổ sung pháp lực đi, chuyện kế tiếp giao cho ta, lát nữa đổi lại cần muội giúp đỡ. Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Phượng Hoàng. 3 sợi lông Phượng Hoàng cần luyện hóa 3 lần mới được. Dạ, Tiểu Phượng Hoàng cũng không khách khí với Dương Bách Xuyên, nàng cầm 10 quả linh đào đi sang một bên hồi phục pháp lực. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với Vân Thiên Tà, lão đầu, nếu cứ thế này thì mệt chết mất. Tiểu tử thối chớ hoảng, luyện khí cũng là một trong những con đường tu luyện, muốn thành công thì phải chịu đựng cô độc, đâu có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, tiểu tử thối con còn hạnh phúc hơn người khác chán, có vi sư ở đây, con bớt được bao nhiêu chuyện. Còn cả thần cầm Phượng Hoàng đốt lửa cho, đòi gì nữa mà con còn oán trách. Lại nói cho con biết, luyện khí quan trọng nhất ở chữ luyện, vì cái gọi là quen tay hay việc, đợi luyện ra được bộ đồ đầu tiên thì hai bộ còn lại sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thế nên đừng có cằn nhằn nữa, chuyên tâm luyện khí, đợi khi con nắm vững bản chất của việc tinh luyện vũ khí thì vi sư sẽ không quản nữa, thuật tạo hóa luyện khí vô cùng ảo diệu, sau này con tự mình đi lĩnh hội đi. Lần này con luyện chế ra 3 bộ quần áo 7 màu. Tới lúc đó, không dám nói tới những thứ khác nhưng con sẽ biết được nền móng của luyện chế tiên khí chân chính là những pháp khí mà người ở tu chân giới sử dụng có rất nhiều điểm khác nhau, sau này tới tiên giới, con dựa vào thuật luyện khí cũng đủ để lăn lộn. Vân Thiên Tà nói một hồi, nghe thì có vẻ như đang cằn nhằn nhưng thật ra lại đang cổ vũ cho Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên đã hiểu. Rồi, con biết rồi. Sau khi đấu võ mồm với lão đầu, Dương Bách Xuyên tập trung lại tinh thần nói, tiếp theo phải làm thế nào? Sau khi hóa lỏng thì đương nhiên là thành hình rồi, còn có thể làm gì nữa? Thật ra luyện khí và luyện đan đều giống nhau, cứ đi theo từng bước là được, tiếp theo con dùng sức mạnh thần hồn khắc họa ra kiểu dáng quần áo ở trong đầu, có thể là 7 kiểu quần áo, 7 màu sắc, sau 1 năm sẽ thay đổi được. Vân Thiên Tà nói, ạc lão đầu, người có kiểu nào tham khảo không? Dương Bách Xuyên hơi nghèo ý tưởng. Hắn quả thật không có khái niệm gì về kiểu dáng quần áo, chỉ có thể cầu cứu lão đầu. Đúng là phế, này cho con. Vân Thiên Tà chửi mắng. Ngay lập tức, trong đầu Dương Bách Xuyên tràn ngập hình ảnh của hàng nghìn kiểu quần áo, nam có nữ có, mỗi loại một nửa. Hơn 1000 kiểu dáng. Lần này, Dương Bách Xuyên được mở rộng tầm mắt. Sau đó hắn chọn 7 màu quần áo cho mình. Những kiểu dáng quần áo mà lão đầu gợi ý đều là những bộ quần áo thời trang. Phong cách về màu sắc và kiểu dáng, hắn chọn ra 7 kiểu mà mình thích nhất, bắt đầu dùng sức mạnh thần hồn để khắc họa. Sau khi khắc họa xong mỗi loại, Vân Thiên Tà đều sẽ để Dương Bách Xuyên khắc đủ các chữ viết lên trên. Những chữ được khắc lên đương nhiên là để phòng ngự, gia trì công kích. Nhưng nhiều nhất vẫn là phòng ngự. Theo ý của lão đầu thì đặc điểm lớn nhất của loại quần áo này là phòng ngự, về phần công kích thì tự mình làm lấy, tấn công thích hợp là được. Cứ như vậy. 7 loại kiểu dáng quần áo, trung bình mỗi một loại đều phải khắc lên 9981 minh văn, trong đó 80 loại đều là phòng ngự, chỉ có một loại là công kích. Đợi sau khi khắc họa sau 7 loại kiểu dáng, lần này tốn nhiều thời gian hơn, kéo dài 5 năm. Tiếp theo là bước hoàn thiện. Quá trình này giống với luyện đan, phải từ từ nuôi dưỡng. Lại thêm 5 năm, cuối cùng cũng hoàn thành. Một món bảo y 7 màu lấp lánh được luyện chế thành. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi khí độc, hắn tốn thời gian 15 mới hoàn thành được món đồ này, mặc dù mệt chết nhưng rất có cảm giác thành tựu. Hắn chuẩn bị luyện bộ thứ 2, bộ đầu tiên luyện chế cho bản thân, còn dư lại 2 sợi lông Phượng Hoàng, đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn cũng luyện cho Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ một bộ. Nhưng sau khi hoàn thành xong bộ thứ nhất thì bộ sau lại nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu sau hắn đã làm xong bộ thứ 2. Bộ thứ 3 mất 8 năm. Thời gian rút ngắn đi một nửa.
sự hiểu biết của hắn về con đường luyện khí hoặc nói đúng hơn là tạo hóa luyện khí đã vững chắc hơn mấy phần. Kiểu dáng mà hắn làm cho Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ đương nhiên là nữ trang, màu sắc cũng có thể thay đổi. Phù! Thở dài một hơi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng làm xong. San Hồng, bộ này cho muội luyện hóa thử xem. Dương Bách Xuyên đưa một bộ quần áo 7 màu cho Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng đích thân tham gia luyện chế, lúc này nhìn bộ quần áo đang tản ra 7 màu sắc lấp ánh, hai mắt nàng sáng lên, đa tạ đại ca. Sau khi vui vẻ cảm ơn, Tiểu Phượng Hoàng nhỏ máu luyện hóa. Vài phút sau, Tiểu Phượng Hoàng đã mặc bộ quần áo lên người. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng mặc bộ quần áo, ánh sáng 7 màu thu vào bên trong, hóa thành màu đỏ, bên ngoài vẫn có những dòng phù văn huyền diệu phức tạp, nhưng lại không hề làm mất đi mỹ cảm, ngược lại khiến người mặc trông rất khí chất. Sau đó màu đỏ lại thay đổi. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, xanh, tím 7 loại màu sắc, 7 loại kiểu dáng ở trong ý niệm của Tiểu Phượng Hoàng không ngừng biến hóa. Hi hi, cảm ơn đại ta, muội rất thích. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng như đứa bé mặc quần áo mới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng. Thích là được rồi, Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn cũng mặc bộ đồ của mình lên, hắn thử một lúc thì cũng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, xanh, tím, 7 loại kiểu dáng. Cuối cùng hắn quyết định mặc màu tím. Mái tóc trắng bay trong gió, trên người mặc bộ đồ màu tím rực rỡ, khiến hắn cảm thấy bản thân hình như bản thân ngày càng đẹp trai. Trong đầu nghĩ ngợi một lúc, hắn nói với Tiểu Phượng Hoàng, San Hồng, muội thử dùng lửa tấn công ta, xem khả năng phòng ngự của bộ đồ này thế nào. Vâng, Tiểu Phượng Hoàng cười rồi vung một ngọn lửa đỏ thẫm lên người Dương Bách Xuyên. Ầm, một tiếng nổ vang. Ánh sáng 7 màu trên bộ đồ của Dương Bách Xuyên bùng lên, dễ dàng phòng ngự được ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ, hắn biết hiện tại lửa của Tiểu Phượng có uy lực mạnh như thế nào, nhưng vừa rồi hắn không hề dùng tới chân khí, tất cả đều là sức mạnh vốn có của bộ đồ phòng ngự, chẳng cần tốn hơi sức nào đã chặn lại được lửa của Tiểu Phượng Hoàng. San Hồng, dùng lửa mạnh nhất của muội tấn công thử xem. Dương Bách Xuyên lại nói. Lần này, Tiểu Phượng Hoàng hơi do dự, đại ca. Lửa mạnh nhất của muội rất kinh khủng đấy, hay là thôi đi. Dương Bách Xuyên cười nói, muội phải tin đại ca, hơn nữa bây giờ huynh đang thử sức phòng ngự của bộ đồ này, yên tâm, cứ ra tay đi. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng mới gật đầu, vậy được rồi, đại ca, huynh phải dốc sức phòng ngự nhé. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiểu Phượng Hoàng, hắn gật đầu tỏ ý nàng cứ ra tay, hiện tại Dương Bách Xuyên cũng rất có lòng tin với thực lực của mình. Đương nhiên không sợ công kích của Tiểu Phượng Hoàng. Ngay sau đó Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên há lớn miệng, phát ra một tiếng thét dài, chiếp. Tiểu Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa màu tím, chớp mắt đã lao về phía Dương Bách Xuyên. Ầm. Vốn dĩ, trên mặt Dương Bách Xuyên còn mang theo ý cười, nhưng khi ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng phun tới trước mặt, biểu cảm của hắn đột nhiên thay đổi. Hắn định không dùng tới chân nguyên nhưng ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng khiến hắn cảm được nguy hiểm. Dương Bách Xuyên không chút do dự thôi động chân khí, bộ đồ đầy màu sắc trên người đột nhiên phát sáng. Sau khi có chân nguyên, bộ đồ 7 màu trên người Dương Bách Xuyên giống như hóa thành mặt trời 7 màu chiếu rọi vạn trượng. Hàng trăm chữ khác giống như sống lại, chuyển động trên quần áo, toàn bộ phòng ngự đều được kích hoạt. Sau tiếng gầm vang, ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng va chạm với ánh sáng sặc sỡ trên người Dương Bách Xuyên. Một lúc sau, hiện trường khôi phục lại vẻ yên bình. Mọi thứ nhìn qua thì giống như không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt Dương Bách Xuyên lại trắng bệch, cơ thể hắn khẽ run. Đại ca, huynh không sao chứ? Tiểu Phượng Hoàng thấy vẻ mặt tái xanh của Dương Bách Xuyên thì vội vàng hỏi. Không, không sao. Quả thật là không sao. Nhưng chỉ có Dương Bách Xuyên mới biết, uy lực của ngọn lửa vừa rồi mạnh như thế nào, may mà trên người hắn mặc bộ đồ 7 màu, nếu không thì hắn cũng chưa chắc có thể chống lại được ngọn lửa màu tím vừa rồi của Tiểu Phượng Hoàng. Ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng khiến hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm có thể đốt cháy mọi thứ. Vừa rồi không khí xung quanh hắn vặn vẹo, thậm chí không gian còn xuất hiện những vết nứt. Cũng đủ nói lên uy lực cường đại của ngọn lửa. Nhưng, chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm. Nó cũng khiến Dương Bách Xuyên phát hiện ra chỗ phi thường của bộ đồ 7 màu. Sau khi thôi động chân khí, bộ đồ này hoàn toàn phòng ngự được ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng. Bây giờ hắn đã tin. Lúc trước Tiểu Phượng Hoàng nói nàng có thể đốt cháy cao thủ cấp bậc như thần Phượng bà. Đúng là uy lực của lửa Phượng Hoàng không hề tầm thường.
Được rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi. Sau khi hoàn hồn, trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, có bộ đồ bảy màu thì sức phòng ngự của hắn sẽ tăng mạnh. Mà thực lực của Tiểu Phượng Hoàng cũng tăng lên rất nhiều. Lần này có được 3 bộ đồ bảy màu, thu hoạch rất lớn. Hai người rời khỏi động thứ 3, giây sau đã xuất hiện trong đại sảnh. Tổng cộng 23 năm. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Lúc này có lẽ Mai Tỷ và Trồn Nhi ở bên ngoài cũng sốt ruột. Phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được, dù sao thì bảo vật ở động thứ 3 của tộc Phượng Hoàng đã bị Tiểu Phượng Hoàng giành được. Hắn và Tiểu Phượng Hoàng vừa đi ra ngoài thì gặp được hai người quen. Một người là thần Phượng bà, người còn lại là Mai Thi Dĩnh đã mấy trăm năm không gặp. Dương đại ca. Giọng Mai Thi Dĩnh run lên, nàng nhào tới. Sự xuất hiện của Mai Thi Dĩnh cũng khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng, cuối cùng cũng tìm được nàng, giải quyết được nỗi băn khoăn trong lòng, cho Mai Tỷ một lời giải thích. Hai bên gặp nhau đương nhiên không thiếu được cảm xúc dâng trào. Có thần Phượng bà và Tiểu Phượng Hoàng ở đây nên cảm xúc dạt dào cũng không kéo dài được bao lâu. Với Mai Thi Dĩnh mà nói, cuối cùng nàng cũng gặp được người thân, từ trái đất tới sơn hải giới rồi sang tu chân giới, tiểu yêu giới, thật ra con đường tu đạo của nàng không gian khổ như những người khác. Điểm khác biệt là sau khi đến tiểu yêu giới, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, mấy trăm năm nay ít nhiều gì cũng cảm thấy khô khan và nhớ người thân. Có thể gặp lại được Dương Bách Xuyên, đương nhiên nàng cũng rất vui vẻ. Sau khi an ủi Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên hỏi nàng, Dĩnh Nhi. Nàng có từng ra ngoài gặp tỷ tỷ của nàng không? Mai Thi Dĩnh lắc đầu, vẻ mặt nàng hơi đỏ lên nói, chưa. Chưa gặp, ta vẫn luôn đợi tới khi huynh ra ngoài. Thật ra, 30 năm trước nàng đã xuất quan rồi, nghe thần Phượng bà nói tỷ tỷ và Dương Bách Xuyên tới đây, đúng ra nàng phải tới gặp tỷ tỷ nhưng thần Phượng bà không vội, vẫn luôn nhồi nhét cho nàng, đúng hơn là bảo nàng đợi sau khi Dương Bách Xuyên xuất quan thì tìm hắn đòi đồ, hoặc là nói lời khách sáo các loại. Bởi vì sau khi nghe thần Phượng bà nói, Mai Thi Dĩnh mới biết Dương Bách Xuyên bị Tiểu Phượng Hoàng dẫn theo tới động thứ 3. Mà động thứ 3 chính là nơi quan trọng nhất của tộc thần Phượng, ngoại trừ Phượng Hoàng ra, những người khác không vào được, nhưng Dương Bách Xuyên lại cứ khăng khăng tiến vào. Điều này làm cho thần Phượng bà rất lo lắng. Vậy nên mới nói cho một chàng, cũng chờ ở đó 30 năm mà không ra ngoài. Nàng cũng hiểu được lo lắng của thần Phượng bà sợ bảo vật trong động thứ 3 bị Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng lấy đi. Theo ý của thần Phượng bà, bên trong động thứ 3 có một cái hộp nào đó là truyền thừa chân quý do lão tổ tông của tộc thần Phượng để lại, liên quan tới thịnh suy của tộc Phượng Hoàng, dặn nàng nhất định phải đợi sau khi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài thì nghĩ cách lấy lại. Hơn nữa, ngoài cái hộp kia ra, không chừng ở động kia còn có những bảo vật khác mà ngay cả thần Phượng bà cũng không biết, tất cả đều cần phải thương lượng. Chỉ sợ Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng không giao ra. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Dương Bách Xuyên, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng nghe lời hắn. Vậy nên thần Phượng bà lo lắng, đợi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng 30 năm. Mà nàng cũng chờ cùng thần Phượng bà, không ra ngoài gặp tỷ tỷ. Nhưng theo hiểu biết của nàng về Dương Bách Xuyên, nếu như trong động thứ 3 thật sự có đồ, nói chuyện tử tế thì hắn nhất định sẽ trả. Nàng cảm thấy thần Phượng bà có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng thần Phượng bà có ân với nàng, năm đó mạng của nàng là do thần Phượng bà cứu, nàng phải nể mặt. Mặc dù thần Phượng bà có chút cằn nhằn, thậm chí còn bày tỏ ý định nếu cần thiết sẽ ra với Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh không nói gì nhưng trong lòng lại nghiêng về cán cân khác. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi Mai Thi Dĩnh, hắn cũng đang quan sát biểu cảm của thần Phượng bà. Hắn phát hiện lúc này ánh mắt thần Phượng bà đầy phức tạp, từ lúc bọn họ bước ra, bà ta đã đánh giá hắn và Tiểu Phượng Hoàng. Hơn 30 tuổi chưa ra ngoài, trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, Mai Tỷ và Trồn Nhi ở bên ngoài chờ sốt ruột, hắn phải nhanh chóng đi ra. Cũng không có tính toán gì khác, đợi lát nữa bảo Tiểu Phượng Hoàng đưa hộp bảo vật cho thần Phượng bà. San Hồng. Dương Bách Xuyên lên tiếng ý bảo Tiểu Phượng Hoàng lấy hộp báu ra cho thần Phượng bà. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một hộp bảo vật. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới nói với thần Phượng bà, tiền bối, đây là hộp bảo vật trong động thứ 3, hiện tại ta giao lại cho ngài, ngoài ra Tiểu Phượng Hoàng đoạt được ngọn lửa thần Phượng, đây cũng xem như là cơ duyên của Tiểu Phượng Hoàng, còn có 3 sợi lông Phượng Hoàng, ta đã luyện chế pháp y, trừ những thứ trên thì trong động thứ 3 không còn bất cứ vật gì. Dương Bách Xuyên nói chuyện thẳng thắn vô tư.
hắn lấy hộp bảo vật từ tay Tiểu Phượng Hoàng rồi giao cho Thần Phượng bà bà. Lúc này, hai mắt Thần Phượng bà bà sáng lên, vèo một cái cầm lấy hộp bảo vật, vung tay lên mở hộp, thần thức đảo qua ngọc giản ở bên trong, ngay lập tức, trên mặt bà hiện lên ý cười. Ngọc giản bên trong hộp báu chính là tất cả truyền thừa của tộc Thần Phượng, bà biết rõ chuyện này từ trong điển tịch đã được ghi chép, do Thần Phượng lão tổ đời thứ nhất để lại, đây là bản ghi của tất cả truyền thừa, chính vì sợ có một ngày huyết mạch của tộc Thần Phượng mỏng manh, truyền thừa đứt đoạn, nếu có phần truyền thừa này, toàn bộ truyền thừa của tộc Thần Phượng sẽ có thể tiếp tục về sau. Nhưng vấn đề bây giờ là Thần Phượng bà không biết những gì Dương Bách Xuyên nói là thật hay giả. Ngoại trừ những gì hắn nói ra, trong động thứ ba còn thứ khác không? Đối với Thần Phượng bà mà nói, bà không tin những gì Dương Bách Xuyên nói. Sự xuất hiện của Mai Thi Dĩnh cũng khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng, cuối cùng cũng tìm được nàng, giải quyết được nỗi băn khoăn trong lòng, cho Mai tỷ một lời giải thích. Hai bên gặp nhau đương nhiên không thiếu được cảm xúc dâng trào. Có Thần Phượng bà và Tiểu Phượng Hoàng ở đây nên cảm xúc dạt dào cũng không kéo dài được bao lâu. Với Mai Thi Dĩnh mà nói, cuối cùng nàng cũng gặp được người thân, từ trái đất tới Sơn Hải giới rồi sang tu chân giới, tiểu yêu giới, thật ra con đường tu đạo của nàng không gian khổ như những người khác. Điểm khác biệt là sau khi đến tiểu yêu giới, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, mấy trăm năm nay ít nhiều gì cũng cảm thấy khô khan và nhớ người thân. Có thể gặp lại được Dương Bách Xuyên, đương nhiên nàng cũng rất vui vẻ. Sau khi an ủi Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên hỏi nàng, Dĩnh Nhi, nàng có từng ra ngoài gặp tỷ tỷ của nàng không? Mai Thi Dĩnh lắc đầu, vẻ mặt nàng hơi đỏ lên nói, chưa. Chưa gặp, ta vẫn luôn đợi tới khi huynh ra ngoài. Thật ra, 30 năm trước nàng đã xuất quan rồi, nghe Thần Phượng bà nói tỷ tỷ và Dương Bách Xuyên tới đây, đúng ra nàng phải tới gặp tỷ tỷ nhưng Thần Phượng bà không vội, vẫn luôn nhồi nhét cho nàng. Đúng hơn là bảo nàng đợi sau khi Dương Bách Xuyên xuất quan thì tìm hắn đòi đồ, hoặc là nói lời khách sáo các loại. Bởi vì sau khi nghe Thần Phượng bà nói, Mai Thi Dĩnh mới biết Dương Bách Xuyên bị Tiểu Phượng Hoàng dẫn theo tới động thứ ba. Mà động thứ ba chính là nơi quan trọng nhất của tộc Thần Phượng, ngoại trừ Phượng Hoàng ra, những người khác không vào được, nhưng Dương Bách Xuyên lại cứ khăng khăng tiến vào. Điều này làm cho Thần Phượng bà rất lo lắng. Vậy nên mới nói cho một chàng. Cũng chờ ở đó 30 năm mà không ra ngoài. Nàng cũng hiểu được lo lắng của Thần Phượng bà sợ bảo vật trong động thứ ba bị Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng lấy đi. Theo ý của Thần Phượng bà, bên trong động thứ ba có một cái hộp nào đó là truyền thừa chân quý do lão tổ tông của tộc Thần Phượng để lại, liên quan tới thịnh suy của tộc Phượng Hoàng, dặn nàng nhất định phải đợi sau khi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài thì nghĩ cách lấy lại. Hơn nữa, ngoài cái hộp kia ra, không chừng ở động kia còn có những bảo vật khác mà ngay cả Thần Phượng bà cũng không biết, tất cả đều cần phải thương lượng, chỉ sợ Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng không giao ra. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Dương Bách Xuyên, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng nghe lời hắn. Vậy nên Thần Phượng bà lo lắng, đợi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng 30 năm. Mà nàng cũng chờ cùng Thần Phượng bà, không ra ngoài gặp tỷ tỷ. Nhưng theo hiểu biết của nàng về Dương Bách Xuyên, nếu như trong động thứ ba thật sự có đồ, nói chuyện tử tế thì hắn nhất định sẽ trả. Nàng cảm thấy Thần Phượng bà có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng Thần Phượng bà có ân với nàng, năm đó mạng của nàng là do Thần Phượng bà cứu, nàng phải nể mặt. Mặc dù Thần Phượng bà có chút cằn nhằn, thậm chí còn bày tỏ ý định nếu cần thiết sẽ ra với Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh không nói gì nhưng trong lòng lại nghiêng về cán cân khác. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi Mai Thi Dĩnh, hắn cũng đang quan sát biểu cảm của Thần Phượng bà, hắn phát hiện lúc này ánh mắt Thần Phượng bà đầy phức tạp, từ lúc bọn họ bước ra, bà ta đã đánh giá hắn và Tiểu Phượng Hoàng. Hơn 30 tuổi chưa ra ngoài, trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, Mai Tỷ và Trồn Nhi ở bên ngoài chờ sốt ruột, hắn phải nhanh chóng đi ra. Cũng không có tính toán gì khác, đợi lát nữa bảo Tiểu Phượng Hoàng đưa hộp bảo vật cho Thần Phượng bà. San Hồng. Dương Bách Xuyên lên tiếng ý bảo Tiểu Phượng Hoàng lấy hộp báu ra cho Thần Phượng bà. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một hộp bảo vật. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới nói với Thần Phượng bà, tiền bối, đây là hộp bảo vật trong động thứ ba, hiện tại ta giao lại cho ngài, ngoài ra Tiểu Phượng Hoàng đoạt được ngọn lửa Thần Phượng, đây cũng xem như là cơ duyên của Tiểu Phượng Hoàng, còn có ba sợi lông Phượng Hoàng. Ta đã luyện chế pháp y, trừ những thứ trên thì trong động thứ ba không còn bất cứ vật gì. Dương Bách Xuyên nói chuyện thẳng thắn vô tư,
hắn lấy hộp bảo vật từ tay Tiểu Phượng Hoàng rồi giao cho Thần Phượng bà bà. Lúc này, hai mắt Thần Phượng bà bà sáng lên, vèo một cái cầm lấy hộp bảo vật, vung tay lên mở hộp, thần thức đảo qua ngọc giản ở bên trong, ngay lập tức, trên mặt bà hiện lên ý cười. Ngọc giản bên trong hộp báu chính là tất cả truyền thừa của tộc Thần Phượng, bà biết rõ chuyện này từ trong điển tịch đã được ghi chép, do Thần Phượng lão tổ đời thứ nhất để lại, đây là bản ghi của tất cả truyền thừa, chính vì sợ có một ngày huyết mạch của tộc Thần Phượng mỏng manh, truyền thừa đứt đoạn, nếu có phần truyền thừa này, toàn bộ truyền thừa của tộc Thần Phượng sẽ có thể tiếp tục về sau. Nhưng vấn đề bây giờ là Thần Phượng bà không biết những gì Dương Bách Xuyên nói là thật hay giả. Ngoại trừ những gì hắn nói ra, trong động thứ ba còn thứ khác không? Đối với Thần Phượng bà mà nói, bà không tin những gì Dương Bách Xuyên nói. Bà cho rằng động thứ ba là nơi quan trọng nhất của cả tộc Thần Phượng, bà không tin chỉ có chút đồ thế này, hoặc nói đúng hơn là nghi ngờ Dương Bách Xuyên lấy được nhiều thứ hơn nhưng giấu đi. Có điều, sau khi nhận được bản sao của truyền thừa, bà tạm thời đè nén suy nghĩ trong lòng mình lại. Không chỉ như thế còn phải tỏ vẻ cảm ơn Dương Bách Xuyên. Lão thân thay mặt tộc Thần Phượng cảm tạ miện hạ và Dương Thánh Chủ, đa tạ. Vừa nói Thần Phượng bà vừa khom người hành lễ. Dương Bách Xuyên né tránh rồi nói, ta không giúp được gì, đều là công lao của Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng không hề nhúc nhích, thản nhiên nhận lễ của Thần Phượng bà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Phượng Hoàng xứng đáng nhận được. Thứ nhất, Tiểu Phượng Hoàng lấy được ngọc giản truyền thừa cho tộc Thần Phượng. Thứ hai, Tiểu Phượng Hoàng là thần điểu, là thần minh của tộc Thần Phượng, đương nhiên nhận được cái lạy của Thần Phượng bà. Sau vài lời khách sáo, Dương Bách Xuyên nói, chúng ta ra ngoài thôi, tránh cho tỷ tỷ nàng đợi tới sốt ruột. Những lời này là nói với Mai Thi Dĩnh, cũng là cho Thần Phượng bà nghe. Sao Dương Bách Xuyên lại không nhìn ra ánh mắt không tin tưởng của Thần Phượng bà? Nhưng điều này với hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng đã nói thật mọi thứ trong động thứ ba của tộc Thần Phượng, không thẹn với lương tâm, Thần Phượng bà có tin hay không, hắn cũng chẳng quản được. Được, ta cũng muốn gặp tỷ tỷ, Mai Thi Dĩnh đồng ý. San Hồng chúng ta đi, vừa nói Dương Bách Xuyên vừa kéo tay Tiểu Phượng Hoàng đi ra ngoài. Mai Thi Dĩnh trực tiếp đi theo phía sau hắn. Lúc này, vẻ mặt Thần Phượng bà vô cùng khó coi, nhìn bóng lưng ba người đi ra ngoài, trong lòng vô cùng tức giận. Đương nhiên bà sẽ không tin lời Dương Bách Xuyên nói, không tin hắn không lấy được bảo vật nào khác trong động thứ ba. Còn có Mai Thi Dĩnh một tay bà cất nhắc lên, sau này sẽ trở thành người nối nghiệp của tộc Thần Phượng, vậy mà lại không nghe lời bà. 30 năm qua bà nhồi nhét cho Mai Thi Dĩnh rất nhiều. Tìm cách lựa lời nói với Dương Bách Xuyên, để hắn giao ra những đồ lấy được trong động thứ ba, hiện tại xem ra, Mai Thi Dĩnh căn bản không hề có ý định đó, không tức sao cho được. Nhưng lúc này nhìn ba người đã đi xa, Thần Phượng bà cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo sau, ra ngoài rồi tính, dù sao với Thần Phượng bà mà nói, nơi này là địa bàn của tộc Thần Phượng. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng phải nể mặt, đúng không? Đợi tộc nhân tới đông đủ, cho dù là phong tiên ở đây thì cũng phải nể mặt. Lúc đi ra ngoài rất nhanh, hơn 10 phút đã ra khỏi thánh địa tộc Thần Phượng. Vân Tử, Chi Chi, quả nhiên vừa ra ngoài đã thấy gương mặt đầy lo lắng của Mai Tỷ và Trồn Nhi. Sau khi thấy bọn họ vẫn bình an ra ngoài thì hô lên. Mai Tỷ, để mọi người phải lo lắng rồi. Dương Bách Xuyên nhanh chóng tới trước mặt Mai Tỷ. Trồn Nhi nhảy lên vai hắn. Không sao là tốt rồi, nhoáng một cái đã 30 năm, lo chết đi được. Mai Tỷ nói. Ha ha, Mai Tỷ nhìn xem phía sau là ai. Dương Bách Xuyên cười rồi nghiêng người sang một bên. Dĩnh Nhi, Mai Tỷ mừng rõ. Tỷ tỷ. Mai Thi Dĩnh bước lên. Tỷ muội cuối cùng cũng gặp lại sau mấy trăm năm, hai người ôm nhau vui đến phát khóc. Dương Bách Xuyên đứng một bên mỉm cười, hắn cũng mừng thay cho hai tỷ muội. Chẳng qua lúc này hắn phát hiện, Thần Phượng bà đi ra khỏi hang núi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xa. Dương Bách Xuyên vô thức nhìn theo ánh mắt của Thần Phượng bà, nhưng sắc mặt lại tối sầm xuống. Từ phía tất cả cao thủ của tộc Thần Phượng đều tới. Không nhiều không ít, bọn họ chính là những người mà hắn nhìn thấy vào ngày đầu tiên khi tới tộc Thần Phượng. Lúc này, những cao thủ trong tộc đều tập trung lại, kẻ ngốc cũng biết bọn họ định làm gì. Lão bà không tin tưởng hắn. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.